và các cái nghiên cứu về những nguyên lý của nghệ thuật tạo hình và cái chủ đề từ số 6 đến số 10 và các cái chủ đề mang cái tính kết nối vận dụng các cái khái niệm vào trong cái sản phẩm mà có thể là chia thành các cái kênh chủ đề cụ thể. Thế thì tôi vẫn phải nhắc lại như vậy bởi vì để các thầy cô có thể hiểu được là trong cái cấu trúc sách như vậy thì tất cả các cái chủ đề nó đều có thông điệp, nó đều có cái tin, cái từ khóa và nó đều có những cái mà yêu cầu người dạy cũng như người học và nương theo, hướng theo để nó khỏi những cái chệch cái quan điểm mà nhóm tác giả đã biên soạn. Tuy nhiên thì tất cả những cái điều mà các thầy cô đã băn khoăn thì các thầy cô có những cái băn khoăn ví dụ như 10 chủ đề chia cho 35 tiết thì quả thật là các thầy cô cũng phải cân nhắc đắn đo đến làm sao cho nó phù hợp bởi vì môn kỹ thuật của chúng ta có số tiết rất là ít. Lại một số trường mà không coi kỹ thuật là môn quan trọng cũng không coi kỹ thuật là môn đặc thù mà lại lấy đi những số tiết ví dụ như là chuyển môn tiết của môn kỹ thuật sang môn toán hoặc là môn tiếng Việt và môn kỹ thuật tự nhiên mất tiết thì quả thật là rất là thiệt thòi. Thế vì vậy cho nên là chúng tôi vẫn quan tâm đến việc mà 10 chủ đề này các thầy cô đã chia làm sao cho đủ 35 tiết nhưng thực ra không đủ 35 tiết bởi vì chúng ta đã mất một tiết kiểm tra đánh giá thực kỳ 1 và 2 tiết kiểm tra đánh giá thực kỳ 2 cũng như là nhận xét đánh giá rồi. Vì vậy chúng ta chỉ còn có 32 tiết. Vậy thì 32 tiết mà chia cho các cái chủ đề như thế này thì chắc chắn rằng phải cần đến sự linh hoạt để các thầy cô chia cũng như là soạn cái kế hoạch bài giảng làm sao cho nó phù hợp và các thầy cô sẽ chia như thế nào cho nó khoa học và cho nó phù hợp với cái bối cảnh mà các thầy cô đang đang thực hiện ở trong cái môi trường giảng dạy của mình. Vì vậy cho nên là chúng tôi vẫn cứ khuyến cáo và đưa ra một cái lời khuyên với các thầy cô là các thầy cô hoàn toàn chủ động. Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách này cũng như 10 chủ đề này với một cái mong muốn là chúng tôi làm cho nó mang đầy đủ tất cả các cái yếu tố ở trong lượng lượng cũng như là cái sự yêu cầu cơ bản và về phía các thầy cô thì các thầy cô hoàn toàn có thể linh hoạt, các thầy cô linh hoạt trong cái việc mà các thầy cô sắp xếp các cái kế hoạch bài dạy, sắp xếp các cái số tiết và các thầy cô chủ động trong cái việc nhất thiết. Ví dụ như sáng tôi cũng đã nói mà ở trong sách giáo viên chúng đã chia một số các cái chủ đề có 4 tiết thì khuyên các thầy cô nên bắt tiết ở đâu đối với cả những cái môn trường mà có 2 buổi trên ngày hoặc là 2 tiết mỹ thuật một tuần hoặc là 1 tiết mỹ thuật một tuần thì các thầy cô nên cân nhắc để chúng ta mắc ở đâu và chúng ta sẽ kết nối ở đâu và các cái kỹ năng để giúp cho các thầy cô thuận tiện nhất trong cái việc dạy học sinh bởi vì là trên thực tế chúng ta thấy rằng là đang ở một cái chủ đề này thì bạn đang rất là dở dang đúng không ạ, thì chúng ta đã phải thôi tiết và đến cũng là 1 tuần sau chúng ta mới lại khởi động lại mà cái số tiết của chúng ta có cái số phút rất là ngắn. Thế nên học sinh thì ở lớp ta thì các bạn cũng chưa thể mà trưởng thành đến cái lúc mà chúng ta vào tiết là các bạn học ngay được, chúng ta thầy cô phải mất một số phút để ổn định lớp, một số phút để khởi động lại cái nội dung của bài học hôm trước. Vậy thì các thầy cô cũng chắc là sẽ rất là băn khoăn và có những cái suy nghĩ rằng là bằng những kinh nghiệm của mình làm thế nào để cho học sinh có thể kết nối cái nội dung của bài học hôm trước một cách tốt nhất và cái sản phẩm của học sinh đang thực hiện ấy mà muốn để đến buổi sau hoặc là lưu giữ thì các thầy cô có kỹ năng như thế này. Đây cũng tôi cũng cho rằng rất nhiều những vấn đề mà thầy cô quan tâm và đây chính là cái vấn đề quan tâm rất là thiết thực mà nó gắn với cả bếp núc cái câu chuyện mà hàng ngày các thầy cô thực hiện ở trên lớp. Tôi cũng xin giải thích một chút về cái việc mà các thầy cô băn khoăn đến cái thiết bị trang thiết bị giữa miền núi và trẻ em ở thành phố thì cũng chia sẻ với các thầy cô là cái điều này nó cũng nếu như mà nó tạo ra sự hạn chế thì nó cũng không thật là đáng kể bởi vì cái sáng tạo của con người nó không có biên giới, nó không có giới hạn. Vì vậy cho nên là nếu trong trường hợp là sáng nay cô Việt cũng đã phân tích đã nói với các thầy cô rồi là trong trường hợp mà chúng ta không có được những cái trang thiết bị tối tân hoặc là trang thiết bị đầy đủ như ở thành phố hiện đại thì chúng ta vẫn có thể vận dụng các cái trang thiết bị có sẵn ở môi trường xung quanh chúng ta sống, môi trường xung quanh các em sống để các em có thể vận dụng nó tốt nhất. Thì sáng nay tôi cũng có thấy là tôi được trao đổi là có thể là không có giấy thì chúng ta có thể vẽ tương tác, đó không có thì chúng ta có thể kết với những ngạch những sỏ, thì đấy là do có sự linh hoạt của các thầy cô. Và trên thực tế thì tôi đã từng tập huấn và tôi đã nghe chia sẻ của một số các thầy cô, ví dụ như các thầy cô ở cái vùng Nghệ An thì các thầy cô cũng rất khó khăn thì các thầy cô có nói là các thầy cô vận dụng cành cây lá cây thậm chí là vải quần áo cũ và rất nhiều thứ thậm chí là giấy bột mạng, các thầy cô có thể là hướng cho học sinh vận dụng
vào bài học và thực hiện được cái kết quả của bài học một cách tốt nhất. Và chúng ta không lấy bất cứ một cái thang giá trị hay một cái thước đo, một cái tiêu chí nào để có thể so sánh, bởi vì lấy cái thước giáo khoa là một cái thể hệ tham khảo. Và khi chúng ta vận dụng, chúng ta đưa vào trong cái việc dạy ở trường, ở lớp của chúng ta thì chúng ta không so sánh là ở trường thành phố thì họ có như thế thì họ làm tốt hơn hay là làm hay hơn, mà chúng ta không nên so sánh, thì chúng ta hãy nhìn vào đúng cái thực lực, cái năng lực của học trò của mình, cái khả năng và những cái gì có sẵn ở Sure. trong cái môi trường sống của xung quanh chúng ta, Bằng đồng và ý. chúng ta lấy nó thành những cái gợi ý và sẽ Rồi mình về. biến nó trở thành những cái tác phẩm nó Mắc gắn cười với quá. cả cái yêu Mình cầu của bài học cũng như là cái quy sáng tạo và năng lực và sáng tạo của học đang bảo là sinh. gọi anh Hiếu lên. Đấy là Anh cái Hiếu ơi, tôi gọi có anh thể đi chia cho anh sẻ biết với các thầy mấy cái cô về cái việc trang thiết bị hay là đồ dùng, hoặc là những cái nguyên vật liệu khi mà chúng ta gặp ở cái vâng trường hợp bằng nó đồng còn hạn ý. chế về những cái đồ, ví dụ như có những nơi là các Vâng, bạn tự ấy nhiên. học sinh của chúng ta là khó khăn, không có điều kiện được tiếp xúc với cả màu áp với nước hoặc camera hoặc là giấy hoặc là bút sáp hoặc là rất nhiều những cái dụng cụ đồ dùng để học nó hiện đại, thì chúng ta vẫn có thể giúp cho học sinh của chúng ta cảm nhận và có thể thực hiện được bằng rất nhiều các cái hình thức khác nhau. Và các thầy cô có băn khoăn một cái việc là vận dụng với cả học sinh điểm muốn thì phải làm chậm, cho nên là có thể là mang về nhà thì phần người tôi cũng đã giải thích cho các bạn rồi, cho các thầy cô rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt. Nếu thật là một cái môn học mà nó không phải là đóng khung ở một giới hạn nào, một cái khung khổ nào, và sách giáo khoa của chúng tôi nghiêm trọng cũng không thể làm truyền tải được hết tất cả những gì mà ý tưởng của nhóm tác giả muốn truyền tải đến các thầy cô. Chính vì vậy thì tất cả những cái hình thành tiêu biểu điển hình ở trong sách giáo khoa cũng chỉ là những gợi ý, và các thầy cô hãy lấy thế mạnh của mình, lấy sự linh hoạt của mình, lấy cái trình độ sư phạm của mình, lấy kiến thức và những thuật của mình để có thể mang đến học sinh của mình có được những kiến thức tốt nhất. Nói như vậy thì các thầy cô nghĩ rằng là nói thì dễ đúng không ạ, và cái việc làm thì nó sẽ khó. Thế tuy nhiên tôi cũng đồng ý như vậy, nói thì rất là dễ nhưng thực hiện các thầy cô từng bước từng ngày từng giờ và triển khai xuống lớp học sinh và có thể mà làm những cái bước lúc những cái thao tác mà chúng tôi cũng hình dung ra được là cái sự vất vả của các thầy cô, của từ trong một lớp thì có rất nhiều đối tượng, có những học sinh có năng khiếu, có học sinh vừa vừa học trung bình và có những học sinh có những cái khiếm khuyết, thì chúng ta phải có những cái sự cân nhắc và có những cái kỹ năng sư phạm để chúng ta có thể cân đối hài hòa trong cái không khí lớp học của mình, đảm bảo được nội dung bài học. Chính vì vậy mà chúng tôi nói như vậy, nhưng chúng tôi luôn luôn lắng nghe và đồng hành cùng các thầy cô để giải quyết những công việc những các thầy cô có những cái băn khoăn. Và cái việc mà các thầy cô quan niệm là ở miền núi chậm thì tôi cũng cho rằng ở đâu cũng có người chậm, mà chậm là có chậm không thể, và hoàn toàn chúng ta có thể lấy môn những thật trở thành một cái bộ môn, nói là một cái bộ môn công chúng, tức là ai cũng có thể biết được, cũng có thể tham khảo được, cũng có thể chia sẻ được, các em có thể về nhà làm mà cũng cần biết đến sự tham gia của bố mẹ, của phụ huynh học sinh, và cũng cần biết đến cái sự chia sẻ từ phía phụ huynh học sinh. Và các thầy cô luôn luôn có những cái thao tác kỹ năng về nghề nghiệp là các thầy cô có thể kết nối với phụ huynh, và các thầy cô có thể giúp cho các em của mình phát triển cái năng khiếu và những cái năng lực của các em cách tốt nhất tùy theo cái hoàn cảnh. Ở đây thì tôi không có điều kiện để tôi có thể ví dụ cho các thầy cô là ở cụ thể một hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ xử lý tình huống như thế nào, và cái sự kết nối giữa phụ huynh với cả giáo viên, kết nối giữa giáo viên và học sinh, và kết nối giữa phụ huynh và những đứa con của mình như thế nào, thì tất cả những cái điều này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ được vận dụng vào cái trình độ sư phạm của các thầy cô rồi. Vì vậy cho nên chúng ta hoàn toàn có thể giao bài về nhà cho học sinh và hoàn toàn có thể kết nối với phụ huynh học sinh để động viên con em của chúng ta hoàn thành bài là cái tốt nhất, cũng như là các thầy cô trong quá trình dạy ở trên lớp các thầy cô phân hóa học sinh để phát hiện những học sinh có năng khiếu, các thầy cô có thể kết nối học sinh đó với phụ huynh, thậm chí là đề xuất với nhà trường để tạo những điều kiện tốt cho học sinh nuôi những cái ươm những cái mầm tài năng như vậy. Thì tôi cho rằng là cái việc họ vì chúng ta không có số nhiều số tiết, chúng ta cả một Vâng cái ạ. môn học của cả một năm chỉ có 3 năm tiết, vì vậy nên là chúng ta sẽ cố gắng vận dụng học sinh học ngoài giờ, học ở nhà, học ở bất cứ một cái thời khắc nào mà các em có được cái điều kiện để các em thực hiện. Thế thì đấy là một cái câu chuyện mà tôi cũng chia sẻ và cũng như là một cái sự giải tỏa đối với các thầy cô quan niệm rằng là cái sự phân biệt giữa học sinh miền núi và học sinh ở các thành phố thì nó có những cái khoảng cách nhất định, nhưng tất cả những cái hạn chế, cái khoảng cách về điều kiện vật chất ấy nó không quyết định thật nhiều đến cái sức sáng tạo của con người, đặc biệt là đối với cả sáng tạo nghệ thuật.
thế thì vậy thì các thầy cô rất là yên tâm. À, các thầy cô cũng nên nên nghĩ một cách rất là tích cực là biết đâu mình ở trong cái môi trường có khó khăn về vật chất nhưng mà chúng ta đã có được những cái sáng tạo, có những sáng tạo mà ở thành phố chưa chắc là nhiều học sinh đã làm được như học sinh ở các cái vùng miền núi ở nông thôn. Thế thì đấy là những cái mà tôi có thể chia sẻ và các thầy cô có thể hiểu được. Và cái việc mà các thầy cô quan tâm đến cái chủ đề mà có nên cái sự phân hóa là theo cái năng lực rồi và có thể là thực hiện năm nhóm thì lúc sáng mà tôi cũng đã chia sẻ với các thầy cô rồi và tôi cũng đưa ra một quan điểm mở, tức là các thầy cô hoàn toàn có thể linh hoạt theo cái nội dung của cái bài học hôm đó mà các thầy cô ứng dụng ở lớp của mình, thì các thầy cô sẽ lựa theo xem cái thế mạnh của cái lớp mình dạy, các bạn cũng có một cái ưu điểm mà gặp tay được với nhau, tức là có cái cách làm việc nhóm với nhau thật là tốt, thì các thầy cô hoàn toàn có thể cho là giao cho một nhóm và có thể phân biệt nhóm trưởng, nhóm phụ trách ở những thành viên mỗi người có một cái trách nhiệm để thông qua là thông qua cái bài học của mình, thông qua cái môn học kỹ thuật các em hoàn toàn có được thêm những kỹ năng làm được nhóm và trao đổi nhóm để tạo ra một sự thống nhất mang tính tập thể. Thế thì tất cả những cái quan điểm này thì tôi cũng cho rằng là ở một chủ đề các thầy cô hoàn toàn có thể làm được, và trong quá trình đó thì các thầy cô cũng có thể phân hóa được học sinh rất là rõ. Ví dụ như trong một nhóm các thầy cô đưa bài thì các thầy cô cũng sẽ thấy là trong cái nhóm này sẽ có các bạn được chọn, các bạn sẽ làm hơi khó và những các bạn bình thường sẽ được cái nhóm trưởng phân cho làm, và các bạn thấy là có mình ở trong đó và mình được học tập và mình được làm việc trong một cái tập thể như vậy, thì vô hình dung là chúng ta đã cung cấp cho học sinh của chúng ta một tình yêu, một sự hứng thú và cái sự yêu thích đối với môn học và tạo cho cái không khí của môn học cũng như sự thành công rất cao cho cái tiết học đó. Thế thì đấy là những cái mà tôi cũng có thể chia sẻ, và lát nữa tôi cũng đã nhận được một số cánh tay của thầy cô và chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và cái việc mà các thầy cô cho rằng cái việc phân loại chủ đề cũng như là phân loại đối với cả cái phân hóa học sinh đấy thì nó có thể là nặng hay không, theo tôi thì nặng hay là nó không nặng thì nó lại tùy thuộc vào từng cái đối tượng học sinh, tùy thuộc vào cái hoàn cảnh ấy. Khi các thầy cô có thể dạy lớp ba nhưng mà cũng là có khoảng 4 năm các bạn ở trình độ lớp ba, nhưng các thầy cô sẽ có những cái nhận diện khác ở mỗi lớp, điều này chắc chắn là thầy cô cũng có những cái kinh nghiệm, tôi biết được là cùng một trình độ ấy và ở mỗi lớp thì sẽ có những cái nội dung bài học y như vậy nhưng mà cái sự sáng tạo của học sinh mỗi lớp một khác. Thế thì vậy cho nên cái việc mà phân loại chủ đề có nặng hay không mà các thầy cô đang quan bị chán thì tôi cho rằng là cái việc là nặng hay là không nặng thì do cái sự nỗ lực của giáo viên, do cái việc mà các thầy cô là một nhạc trưởng để gửi đến cho học sinh của mình những cái sự dễ hiểu hay là khó hiểu, những cái mà có thể dẫn dắt cho học sinh có thể cập nhật được, thì tôi cho rằng nó cũng không còn cái cảm giác nặng nữa, bởi vì cái nội dung của bài học mà nhóm tác giả chúng tôi đã đưa từ phần lớn là cung cấp cho tất cả các học sinh ở trình độ lớp ba ở tất cả các vùng miền, không mà dành cho bất cứ một đối tượng cụ thể nào là nông thôn thành phố. Vì vậy cho nên là cái việc phân loại một chủ đề như vậy thì chúng tôi cho rằng các thầy cô sẽ lựa lấy nó như là một cái cớ vật chất để các thầy cô có thể luyện được hóa trong quá trình giảng dạy và cái phương pháp giảng dạy của mình cho nó linh hoạt. Vì vậy cho nên là nó sẽ giảm giảm đi rất là nhiều so với những cái quan điểm các thầy cô cho rằng là nó phải có cái tính thực tại như trước đây, thì đây cũng là một cái điểm mới sắc mà tôi cũng xin được nhấn mạnh, tức là cái mong muốn của chúng ta ở đây là một lớp có 40 học sinh thì sau khi chúng ta triển khai xong một cái chủ đề thì chúng ta mong muốn là nhận được cái chủ đề, nhận được ít nhất là 40 bài học cùng một chủ đề nhưng có 40 ý tưởng khác nhau. Khác như những ngày xưa là chúng ta học một cho học sinh học một chủ đề hay là một vấn đề gì đó, chúng ta có một cái bài mẫu và các giáo khoa giáo viên có thể thi tạo ở trên bảng và sau đó cái bài học của chúng ta thu được đó là giống hệt như nhau, chỉ có là ai mà dễ đẹp thì chúng ta sẽ cho điểm cao, và vẫn như nội dung như vậy thì nó thiếu đi cái sự phát triển về năng lực cũng như là thiếu đi cái quan điểm và học sinh mà muốn vươn tới, đó là có học sinh muốn vẽ, có học sinh muốn cắt giá, có học sinh muốn nặng và có học sinh muốn làm mô hình, thì cái việc mà chương trình sách giáo khoa mới cũng như là cái thông điệp của cuốn sách này chúng tôi cũng mong muốn mang đến những điểm mới như vậy, và chính điểm mới như vậy thì nó sẽ liên quan đến cái câu hỏi của các thầy cô lúc sáng có hỏi đến là theo một chủ đề cái việc phân hóa học sinh theo năng lực thì chúng ta có thể phân chia theo nhóm, hoặc là nhóm này chia làm xé rán và nhóm kia chia làm vẽ hoặc là nặng. Thế thì
Tôi thì tôi còn quan điểm trong cái vai trò của các ngành thì tôi nghĩ là các thầy cô có thể linh hoạt, không nhất thiết là cái nhóm này chỉ có vẽ mà vẽ, còn nhóm này chỉ có sẽ là sẽ có thể kết hợp cái từ kỹ năng trong một sản phẩm, giống như là cái ngày nay gọi là con tên như khác, tức là cái nghệ thuật hương lạ, thì nó không quá giàu trong một cái việc là một sản phẩm đấy là chuyên chỉ của họ nắm một chỉ có vẽ, mà các người cô có thể biết và có thể trộn với nhau khi mà những học sinh của mình nó có một cái độ một cái nhóm nó có thể ăn ý với nhau về cái cách khai thác chủ đề và cái cách hướng tới cái cách làm, ví dụ như là sẽ dám không các bạn đi vẽ thêm hoàn toàn được. Thế thì ở đây các thầy cô cũng như với câu hỏi này cũng như là cái cách trao đổi của các thầy cô chẳng hạn, như bên cạnh cái thể tích của công việc thì tôi cũng muốn mà bổ sung thêm để các thầy cô hiểu được là cái việc văn hóa học sinh, cái việc mà tạo ra một cái năng lực cho học sinh để thẩm mỹ phát huy ở cái sáng tạo của học sinh, thì chúng ta khuyến khích các học sinh có năng khiếu và biết đâu trong cái nhóm làm việc đấy thì học sinh có năng khiếu đã vô cơ hình dung là đã giúp những người bạn của mình yếu hơn và những người bạn yếu hơn kia cũng được tương tác với các học sinh có năng khiếu, thì các bạn cũng sẽ có cái nhận thức và có tình yêu và có từ cái tình yêu ấy, cái sự hướng khởi đấy thì các bạn ấy sẽ làm được những cái công việc tốt hơn sau này sau. Thế thì đây là một cái phần rất là hay và tôi cũng nhận đây là một cái điều quan tâm của cô, nhưng cũng là một cái tình huống để chúng ta xử lý và cái tình huống để chúng ta xử lý khéo mềm mại để chúng ta sẽ thành công rất là lớn ở trong cái nội dung của bài học. Và khi các thầy cô triển khai một nội dung chủ đề của bài học thì các thầy cô sẽ thu được rất nhiều những ý tưởng sáng tạo của học sinh, bởi vì học sinh sẽ có những cái mới nhìn, cái cách nghĩ và cái mới thực hiện, cái phương pháp thực hiện kỹ năng của các em, không bạn nào giống bạn nào. Cho nên nếu mà chúng ta thực hiện được tất cả những phương pháp như vậy thì chúng ta sẽ thu hoạch được những nội dung của bài học rất là tốt. Và cái việc mà các thầy cô quan tâm đến cái việc mà đánh giá thì sáng tôi cũng đã nghe, tức là tôi đã trình bày xong một câu đó thì tôi quan tâm và tôi được đã giải thích cho các thầy cô rồi, thì là cho nên cái việc mà các thầy cô quan tâm đến việc học sinh miền núi vẫn còn có những cái sản phẩm hoàn thành thì có thể được đánh giá là đúng là có học sinh hay không, hay là có nên điều chỉnh mức hoàn thành thì tốt hơn thông tư 2/7 không. Thì ở đây thì tôi cũng xin được bổ sung bên cạnh cái gợi ý của công việc thì các thầy cô cũng nên cân nhắc, bởi vì chúng ta luôn luôn có cái mặc cảm và học sinh của mình muốn từ cái khả năng hoàn thành sẽ kém hơn người không phải, và tôi vẫn phải xin nhấn mạnh rằng là ở mỗi một lớp học, ở mỗi một cái vùng miền của môi trường đều có những học sinh giỏi, đều có những học sinh có năng khiếu, và không nhất thiết ở thành phố thì mới có những học sinh năng khiếu, mà ở các cái vùng miền núi là vùng nông thôn, các miền quê đều có học sinh năng khiếu. Học sinh năng khiếu ở đây này, được phát hiện hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái vai trò của giáo viên khi các thầy cô nữa, và như vậy thì chúng ta thấy được là nó sẽ không có những cái việc mà chúng ta quan tâm đến việc là cái mức đánh giá những hoàn thành mình tốt hay không hoàn thành hay là xuất phát phải được ở một cái mức độ là đúng học sinh ở thành phố nó có như vậy thì hoàn toàn không phải, mà tôi cũng rất là mong muốn các thầy cô sẽ là những người là những nhân tố để có thể giúp cho cái môn mỹ thuật của chúng ta ngày càng có sức mạnh tham gia vào cái đời sống và con người hiện nay, và các thầy cô làm được cái đấy chính là cái đối tượng mà các thầy cô ngày đêm đang gương mầm, thầy cô đang giảng dạy và thầy cô là những người phát hiện ra những người học sinh của mình những tài năng những năng khiếu để chúng ta có thể bồi dưỡng cho các em, phát hiện ra các em có những cái năng khiếu sớm, và từ đó thì cái việc đánh giá của chúng ta nó không còn thật là quá quan trọng, bởi vì đánh giá nó chỉ là ở một mức độ các thầy cô có thể có sự đồng hành cùng với học sinh thôi, và trên cơ sở với những cái bài của học sinh của các thầy cô đánh giá, nhưng cái quan trọng là các thầy cô nhìn những cái năng lực của học sinh, các thầy cô nhìn thấy cái sức sáng tạo của mỗi học sinh, bởi vì có thể ở cái bài này các em thực hiện đã không đủ nhưng chưa thật là tốt, chưa thật là tuyệt vời so với năng lực của các em, và có sự động viên rất là đúng như thế thì một lúc nào đó chính khi mà có năng khiếu hay khi mà có công rất nhiều ví dụ như vậy, thế thì là cho nên đến mức đánh giá cho các thầy cô quan tâm là đúng rồi, nhưng cái việc mà chúng ta áp theo cái quy định của thông tư 27 thì chúng ta có thể tuân theo, nhưng chúng ta thường là phải linh hoạt, chúng ta dựa theo cái kết quả mà học sinh của chúng ta đã đạt được để chúng ta cân đối và chúng ta so sánh, bởi vì là tôi không có những điều kiện cũng như là cái sự tương tác trực tiếp với các thầy cô là ở một trường hợp cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, đấy là những cái mà tôi có thể xóa đi cái mặc cảm cũng như là xóa đi giúp cho các thầy cô cái quan niệm là giữa thành thị và nông thôn,
giữa cái điều kiện cơ sở vật chất tốt và cơ sở vật chất không tốt để có thể nó có những hạn chế hướng nghiệp phân hóa học sinh, hướng nghiệp mà chúng ta phát hiện ra những học sinh có năng khiếu. Thế thì với mỹ thuật nó là một cái bộ môn cần đến tài năng, và nó nhiều khi nó là do bẩm sinh, nó là do trời cho, nó là do sự khéo léo, và do cái bạn đấy, cái con người đấy từ bé người ta đã quan tâm đến cái nghệ thuật rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta phát cánh cho họ thì là một cái sự phát hiện rất là lớn, cái công của các thầy cô. Và cái việc mà các thầy cô quan tâm nữa thì tôi cũng rất là ấn tượng với những câu hỏi cũng như là cái sự quan tâm của người thầy ở Lai Châu, cá nhân cái thầy có nói đến những việc mà tổ chức cái sự kiện mỹ thuật và đưa ra tiêu chí đấy ạ. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là không nhất thiết phải là một cuộc thi phát hiện phát biểu, mà chúng ta cứ giả định nó là một cái sự kiện của nhà trường thôi, của lớp mình thôi. Các thầy cô hoàn toàn có thể tạo ra một cái hoạt động trải nghiệm, các thầy cô hoàn toàn tạo ra một cái kế hoạch để chúng ta cho học sinh thực hiện một cái buổi giống như là như gọi là workshop. Học sinh có thể làm việc mà theo những gợi ý của giáo viên, thì các thầy cô có thể đồng hành cùng với cả học sinh để các thầy cô có thể biết được là học sinh của mình có cái trình độ đến đâu, nhìn sang một cái hướng mở, cũng như là các em trước đây chỉ có vẽ thôi và các em ít được thực hiện mô hình, hoặc là các em không có những cái nhận xét khi mà các em có những sản phẩm như vậy các em để vào đâu. Thì bây giờ các thầy cô có thể làm một cái workshop, các thầy cô có thể mở một sự kiện cho lớp, các thầy cô nói là tất cả những sản phẩm của học sinh có thể trang hoàng trong nhà cửa, trong phòng của mình, là có thể là thực hiện ngay trong cái không gian nội thất của lớp học chẳng hạn, thì nó sẽ tổ chức một sự kiện đấy. Thì tùy theo ở mỗi tính chất của sự kiện thì các thầy cô cũng đưa ra tiêu chí đúng không ạ, và cái tiêu chí để nhận xét đánh giá ấy thì tất nhiên là các thầy cô mong muốn là có được cái sự nhận xét xác đáng đúng không ạ. Các thầy cô mong muốn là đưa ra chỉ ra được cái tài năng, cái sản phẩm là tốt của bạn này là của chúng ta, tuy nhiên để chúng ta khích lệ những bạn đang yếu kém, ví dụ như vậy. Tôi biết và cũng muốn là các thầy cô làm các cái công việc như vậy ngoài cái giờ học hành chính, những cái công việc chính của môn, thì đối với cả cái việc mà cái thầy ở Lai Châu chẳng hạn, cái thầy quan tâm ấy, thì các thầy cũng nhớ rằng là cái việc đánh giá sản phẩm của học sinh nó là một cái phần gì đó tôi cho rằng nó là tương đối. Bởi vì lúc này các bạn làm được sản phẩm như thế này, nhưng mà mai ngày hôm sau nữa, tuần sau nữa vẫn là trình độ lớp ba, các bạn sẽ có những sản phẩm tốt hơn, thậm chí chưa chắc đã tốt hơn. Thế vì vậy mà trên cơ sở dựa vào cái sản phẩm chúng ta ấy thì các thầy cô có thể nhìn ra được ở cái chúng ta không thấy rõ hiển thị thật nhiều ở sản phẩm, nghĩa là gì ạ? Các thầy cô có cảm nhận về năng khiếu, các thầy cô có sự linh cảm về cái tài năng của một học sinh này cũng như là cái sản phẩm này để các thầy cô đánh giá học viên. Và cái chuẩn mà các thầy cô mong muốn đưa ra tiêu chí để tạo ra cái giải ở trong một cái sự kiện này thì đôi khi nó là một sự khích lệ, đôi khi nó là một cái mà có thể nhìn thấy để chúng ta đánh giá động viên học sinh, nhưng đôi khi cái sự khích lệ học sinh và có thể là chúng ta gọi là đưa ra những cái giải gọi là giúp học sinh có thêm được cái sự hứng thú nhiều ấy, thì các thầy cô có thể linh hoạt. Cái việc này thì tôi cũng không biết cụ thể là thầy muốn là ví dụ như là tổ chức một cái buổi thảo luận, một cái tổ chức sự kiện về mỹ thuật trong cái khuôn khổ như thế nào, nhưng về cơ bản tôi hiểu, tôi lĩnh ngộ được cái trình của thầy, và cũng như là cái mong muốn của các thầy cô, và các thầy cô muốn là đưa ra những tình huống như vậy để chúng ta có được một cái sự công tâm nhất, chúng ta được mang tính tích cực nhất, là hướng đến học sinh những điều năng văn nhất, và khích lệ học sinh yêu cái bộ môn này. Thì đấy là những cái mong muốn mà tôi cho rằng tất cả những câu hỏi, tất cả những trao đổi của các thầy cô buổi sáng hôm nay là các thầy cô đã đưa ra rất là sắc đáng, và các thầy cô thì nói cũng rất là quan tâm đến chính sách, và các thầy cô cũng có những cái quan ngại về yêu thích, để các thầy cô cũng có những cái băn khoăn, và đặc biệt là ở trong cái phần cuốn sách giáo viên thì tôi cũng cho rằng là các thầy cô có thể cân nhắc, các thầy cô xem các thầy cô trong những cái giảng trường hôm nay thì tôi cũng rất là muốn lắng nghe những cái quan ngại của thầy cô, cũng được trao đổi, cũng được tích cực, cũng được nhận xét như thế nào đó để mà các bạn cũng biết được là các thầy cô đang quan tâm đến cái việc mà chúng ta làm, là chúng ta sẽ triển khai cái bộ chính sách lớp ba và trường học của năm học mới này như thế nào. Thế thì sau đây thì tôi rất là mong muốn các thầy cô xóa thân thành một cái người mà có thể đứng lớp trực tiếp trong cái giả định là các thầy cô sẽ dạy được lớp ba vào tháng 9 tới, và các thầy cô sẽ tiến bộ cái cuốn sách này, và các thầy cô cho chúng tôi biết là cái băn khoăn là gì, cái trở ngại là gì, và những cái yêu thích của các thầy cô là cái gì,
để chúng tôi có thể tôi duyệt chuyến hôm nay sẽ không có nhóm tất cả để có thể giúp và hỗ trợ các thầy cô có thêm được những cái mà các thầy cô có thể là chưa đồng cảm với chúng tôi, có thể đồng cảm rồi để các thầy cô giúp chúng tôi lan tỏa đến những các thầy cô không được tập huấn ngày hôm nay. Đấy cũng là những ý kiến mà rất là mong muốn của nhóm các thầy, muốn tương tác với các thầy cô ở các điểm cầu và các thầy cô có quan tâm gì về các cái chủ đề, quan tâm gì về các cái hình thức trình bày ở trong sách, có quan tâm gì về các bước lên lớp và tất cả các bước lên lớp thì có liên quan gì đến số tiết mà các thầy cô có thể đảm bảo được hay không, ví dụ như là các thầy cô sẽ thấy là ở trong cái giáo viên thì chúng tôi đã chia ở các nhóm của cái chủ đề, ví dụ như chủ đề số 1 là sẽ là một tiết, chủ đề số 2 sẽ là 2 tiết, chủ đề số 3, số 4 sẽ là một chủ đề 3 tiết, chủ đề số 5 cũng 3 tiết, chủ đề số 6 cũng 4 tiết, và sau đó chúng ta lại mất một tiết kiểm tra giá học kỳ một đấy, thì đến từ chủ đề số 7 thì có 4 tiết, chủ đề số 9, 10 chủ đề số 7, 8, 9 và 10 đều là 4 tiết. Thế thì cách mà các thầy cô đến triển khai như thế này thì các thầy cô sẽ có khó khăn gì khi mà các thầy cô đặc biệt là cần đến những mắt tiết như thế nào, nếu như rơi vào cái trường hợp ở trường của chúng ta thì các cô tiết nghĩa là ở một tuần thì các thầy cô có những kinh nghiệm như thế nào sau đây. Tôi cũng rất là muốn lắng nghe thêm những ý kiến mà các thầy cô đã ít nhất là sử dụng đúng cách này ở lớp 2 và lớp 3 đã gặp các cái trường hợp như vậy rồi thì các thầy cô sẽ xử lý như thế nào để chúng ta có thể là các thầy cô tự chia cho thầy cô nhờ với nhau và cũng có thể là nắm hỏi chúng tôi có những cái quan điểm hoặc là có những cái giải thích cho các thầy cô hiểu hơn. Vâng, tôi nói cũng hơi bị nhiều rồi vì vậy nên là cũng rất là mong nhận được thêm những ý kiến đóng góp cũng như là những điều băn khoăn mà các thầy cô ở tất cả các điểm cầu. Hiện nay thì tôi đã nhận được 423 điểm cầu của các thầy cô ở tất cả các tỉnh, vì vậy nên là chắc có những cái câu chuyện mà các thầy cô có thể là bấm nút giơ tay lúc chúng tôi đặt ra các câu hỏi, hoặc nếu như trong trường hợp các thầy cô mà có trở ngại về đường truyền thì các thầy cô có thể gửi cho chúng tôi những cái tin nhắn để chúng tôi biết được là cái tương tác của các thầy cô ạ. Rất cảm ơn các thầy cô. Vâng ạ, xin ý kiến của các thầy cô từ các điểm cầu. Chúng ta hiện nay đang có 423 điểm cầu. Các thầy cô cố gắng làm sao để trong buổi chiều hôm nay chúng ta gặp nhau và nhất buổi chiều hôm nay chúng ta cảm thấy như rất nhiều thật hơn và chúng ta có không đến học văn hạnh để chúng ta đến cái hành trang bước vào năm học mới cũng như là những giáo viên của chúng ta sẽ rất là căng thẳng, rất là nhịp nhàng, rất là hấp dẫn và như vậy thì chúng ta sẽ trở thành những bộ môn rất là quan trọng và nó vừa là đặc thù và nó luôn luôn trở thành một cái bộ môn mà không thể thiếu được trong cái môi trường và giáo dục cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Vâng ạ, tôi đang chờ, tôi đang chờ và đang chờ những cánh tay từ các điểm cầu cũng như là những ý kiến của các thầy cô thông qua cái tín hiệu giơ tay cũng như là tin nhắn ạ. Dạ, có ai giơ tay chị không? Ừ, có ai. Dạ, các thầy cô cứ mạnh dạn lên ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để có thể hỗ trợ và chia sẻ với quý thầy cô một cách tốt nhất. Thấy trường, thấy mỗi hình cuốn sách. Thế là các thầy cô đã được tiếp cận với cuốn sách chưa ạ? Phần lớn. À, chiều hôm nay thì chúng tôi không chuyển tất cả các cái nội dung như buổi sáng mà chúng tôi trao đổi. Vì vậy cho nên là tất cả những cái phần mà tôi chia sẻ với các thầy cô thì là những cái lời mà tôi đã nhận được cái nội dung từ các thầy cô buổi sáng. Vì vậy cho nên là cái màn hình thì nó vẫn cứ như vậy thôi ạ. Bởi vì lát nữa mà các thầy cô cần thiết thì tôi sẽ chuyển chúng ta xem hẳn một cái phần về một cái tiết dạy mẫu để các thầy cô hình dung ra. Vâng, một số điểm trường thì lại chưa có sách thì rất là khó, bởi vì là nếu như mà chúng ta chưa có sách thì chúng ta rất là khó để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Nhưng tuy nhiên thì buổi sáng hôm nay thì các thầy cô cũng đã có những cái phần mà tôi đã chiếu trên các cái slide rồi thì các thầy cô cũng hình dung ra được, nhất là cấu trúc của sách,
À, về Về cơ cơ bản bản thì thì đã đã chia chia được được thành 10 10 cái cái chủ chủ đề, đề, và và 10 10 chủ chủ đề đề này đã đã chia chia ra ra làm làm hai hai cái cái mảng mảng nội nội dung. dung. Và Và cái cái mảng mảng nội nội dung dung đó đó thì thì nó nó sẽ sẽ có có những những phần phần chia chia ra ra làm làm các các cái cái nội nội dung dung về về hình hình hành hành cho cho học học sinh, sinh, những những cái cái chương chương trình trình hay hay là là những những cái cái kiến kiến thức thức về về nguyên nguyên lý lý của của mẹ mẹ thuật thuật tạo tạo hình, hình, và và một một cái cái mảng mảng chủ chủ đề đề là là vận vận dụng dụng cái cái nguyên nguyên lý lý đó đó vào vào trong trong các các cái cái sản sản phẩm phẩm theo theo các các cái cái chủ chủ đề đề được được hướng hướng dẫn dẫn ở ở trong trong sách sách giáo giáo khoa. khoa. Thế Thế thì thì chị chị Vân, Vân, Đoan Đoan Hùng Hùng chưa chưa có có sách sách giáo giáo khoa, khoa, Phú Phú Thọ Thọ chưa chưa có, có, Quảng Quảng Nam, Nam, tất tất cả cả các các thầy thầy thì thì những những các các thầy thầy cô cô chưa chưa được được cập cập nhật nhật sách sách đúng đúng không không ạ? ạ? Em Em đẩy đẩy bên bên trên trên những những tin tin nhắn nhắn của của các các thầy thầy cô cô là là gì? gì? Trên Trên những những trường trường em em chưa chưa có. có. Dạ, Dạ, Điện Điện Biên Biên có có mặt mặt nhưng nhưng mà mà chưa chưa học. học. Trên Trên những những các các bạn bạn có có sách sách cho cho không? không? Có Có một một cái cái tin tin nói nói các các cô cô có có thể thể gợi gợi ý ý cho cho chúng chúng em em chọn chọn nội nội dung dung cốt cốt lõi lõi ứng ứng phó phó Covid Covid trong trong năm năm rút rút ngắn ngắn chương chương trình trình chỉ chỉ còn còn 26 26 tuần tuần thì thì trong trong các các chủ chủ đề đề có có nên nên cắt cắt bỏ bỏ hoạt hoạt động động nào? nào? Nội Nội dung dung cốt cốt lõi lõi thì thì dạ dạ thưa thưa thầy, thầy, thưa thưa các các thầy thầy cô cô có có cái cái câu câu hỏi, hỏi, thầy thầy là là thầy thầy Nguyễn Nguyễn Đức Đức Toàn Toàn đúng đúng không không ạ? ạ? Thầy Thầy quan quan tâm tâm đến đến cái cái việc việc là là trong trong tình tình huống huống ứng ứng phó phó với với Covid Covid thì thì cái cái chương chương trình trình của của chúng chúng ta ta nó nó sẽ sẽ không không có có cái, cái, tất tất nhiên nhiên là là cái cái môn môn thì thì nó nó sẽ sẽ bị bị cắt cắt đi. đi. Thế Thế thì thì ở ở đây đây cũng cũng không 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 biết biết là là phải phải chia chia sẻ sẻ như như thế thế nào nào một một cách cách tốt tốt nhất nhất đối đối với với các các thầy thầy cô cô trong trong cái cái khả khả năng năng của của chúng chúng tôi. tôi. Thì Thì chúng chúng tôi tôi có có một một cái cái lời lời khuyên khuyên cũng cũng như như là là một một cái cái giả giả định định để để giúp giúp cho cho thầy thầy cũng cũng như như là là tất tất cả cả các các thầy thầy cô cô các các quan quan tâm tâm đến đến cái cái câu câu hỏi hỏi này, này, tất tất cả cả chúng chúng ta ta quan quan tâm tâm đến đến nếu nếu cái cái tình tình huống huống Covid Covid xảy xảy ra ra vẫn vẫn còn còn thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ xử xử lý lý như như thế thế nào nào thì thì cái cái giờ giờ tiết tiết số số tiết tiết nó nó sẽ sẽ bị bị giảm giảm đi. đi. Trong Trong cái cái tình tình huống huống Covid Covid thì thì nó nó sẽ sẽ xảy xảy ra ra hai hai cái cái điều điều kiện kiện ạ. ạ. Một Một cái cái điều điều kiện kiện là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ dạy dạy online, online, và và một một cái cái điều điều kiện kiện của của chúng chúng ta ta sẽ sẽ họ họ dạy dạy học học trực trực tiếp tiếp nhưng nhưng mà mà cái cái số số tiết tiết của của chúng chúng ta ta sẽ sẽ ngắn ngắn đi. đi. Thế Thế thì thì ở ở cái cái phương phương án án cái cái trường trường hợp hợp thứ thứ nhất nhất thì thì tôi tôi vẫn vẫn nghĩ nghĩ rằng rằng là là các các thầy thầy cô cô triển triển khai khai rất rất là là tốt tốt khi khi mà mà chúng chúng ta ta ứng ứng phó phó với với Covid. Covid. Các Các thầy thầy cô cô dạy dạy ở ở trên trên cái cái chương chương trình trình dạy dạy học học online online thì thì chúng chúng ta ta vẫn vẫn đảm đảm bảo bảo được được những những cái cái nội nội dung dung để để cho cho học học sinh sinh có có thể thể nắm nắm bắt bắt được. được. Và Và như như lúc lúc trước trước tôi tôi nói nói là là có có trường trường hợp hợp các các thầy thầy cô cô đang đang băn băn khoăn khoăn đấy đấy ạ, ạ, thì thì trên trên lớp lớp nếu nếu mà mà dạy dạy online online thì thì các các thầy thầy cô cô có có thể thể là là sử sử dụng dụng giúp giúp cho cho học học sinh sinh giới giới thiệu thiệu được được nội nội dung dung của của bài bài học, học, cho cho học học sinh sinh biết biết được được cái cái cách cách quan quan sát sát để để thấy thấy được được cái cái việc việc mà mà chúng chúng ta ta cần cần giao giao bài bài cho cho học học sinh sinh như như thế thế nào. nào. Và Và hoàn hoàn toàn toàn nếu nếu như như không không còn còn thời thời gian gian thì thì các các thầy thầy cô cô có có thể thể giao giao cho cho học học sinh sinh về về nhà. nhà. Và Và theo theo tôi tôi được được biết biết thì thì cái cái cách cách ứng ứng phó phó với với Covid, Covid, thời thời gian gian vừa vừa qua qua thì thì có có rất rất nhiều nhiều trường trường đã đã rất rất thành thành công. công. Đặc Đặc biệt biệt là là thành thành công công đối đối với với cả cả đội đội ngũ ngũ giáo giáo viên. viên. Có Có rất rất nhiều nhiều cô, cô, nhiều nhiều thầy thầy đã đã vận vận dụng dụng cái cái lợi lợi ích ích của của 4.0, 4.0, tức tức là là cái cái chương chương trình trình online online để để giúp giúp cho cho học học sinh sinh có có được được những những cái cái sản sản phẩm phẩm rất rất tốt. tốt. Ví Ví dụ, dụ, như như tôi tôi có có tham tham khảo khảo một một số số thầy thầy cô cô ở ở Hải Hải Dương Dương thì thì cô cô con con nói nói là là vẫn vẫn đảm đảm bảo bảo được được chương chương trình. trình. Và Và sau sau mỗi mỗi một một bài bài học học thì thì cô cô có có một một cái cái thao thao tác tác là là gửi gửi đến đến tin tin nhắn nhắn của của phụ phụ huynh huynh cái cái nội nội dung dung của của học học là là nhờ nhờ phụ phụ huynh huynh dành dành thời thời gian gian để để cho cho con con làm làm bài, bài, và và cái cái bài bài đó đó sẽ sẽ gửi gửi lại lại cho cho cô, cô, và và chính chính cô cô là là cái cái người người chọn chọn tất tất cả cả những những cái cái bài bài nổi nổi trội trội đấy đấy là là cô cô làm làm thành thành một một cái cái video, video, một một cái cái video. video. Và Và cái việc cái việc làm làm ấy ấy nó nó có có một một cái cái tác tác động động cũng cũng như như là là cái cái sự sự lan lan tỏa tỏa rất rất là là tích tích cực, cực, đó đó là là ở ở trong trong lớp lớp mà mà có có một một cái cái cuốn cuốn
chúng ta có rất nhiều cái cách để chúng ta có thể thực hiện đầy đủ bốn cái bước này mà vẫn đảm bảo được cái nội dung cho học sinh. Ví dụ có những chủ đề các bạn, các thầy cô có thể giới thiệu cho các bạn học sinh ở cái bước quan sát thật là nhanh, và cũng có thể là các thầy cô có thể là giúp cho học sinh thông qua cái quan sát ấy các bạn thực hiện cũng thật là nhanh, hoặc cái phần thực hiện đấy không thể nhanh được thì có thể là gửi các bạn ấy về nhà làm bài để buổi sau chúng thầy có thể cô có thể nhận lại. Và những cái bước như là thảo luận và vận dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể là nếu như không có điều kiện ở trên lớp trực tiếp thì đều có rất nhiều cách khác, chúng ta có thể online, chúng ta có thể ở trong một cái không gian là vào lớp học một cái là các thầy cô đã vận dụng luôn cái việc mà ổn định. Theo tôi được biết thì có những cái kỹ năng ví dụ như ổn định lớp học ở những cái đầu giờ ấy, thì người ta không phải bảo là các bạn trật tự hay là học sinh hãy trật tự, mà chúng ta thay đổi luôn bằng một cái là kết nối với bài học hôm trước, ai đã xanh xong và ai đã chưa xong và ai đã được những cái bài tốt và chưa tốt hoặc là cần cố gắng như thế nào, thì trong vòng khoảng 5 phút đầu các thầy cô đã thực hiện được một cái bước đấy rồi, có thể là vận dụng, có thể là thể hiện, cũng có thể là cái thảo luận. Thế thì tùy theo cái sự linh hoạt đấy để các thầy cô có thể rút ngắn lại cái chương trình cũng như là rút ngắn lại các cái bước hoạt động ở trong mỗi một cái chủ đề, bởi vì chúng ta không thể nào bỏ được một chủ đề nào, bởi vì chúng ta vẫn phải phải cho học sinh nắm được những cái nội dung đó. Nên chỉ có một cách là chúng ta có những cái thao tác deadloop và chúng ta xử lý tình huống làm sao để cho nó khoa học nhất nhưng vẫn đảm bảo được những cái tiến độ, đảm bảo được cái nội dung của bài học, và học sinh vẫn cảm thấy là có một cái sự kết nối giữa chủ đề này với chủ đề kia, giữa cái thực hiện thao tác ở cái bước này với bước kia. Ví dụ như là vẫn thấy có quan sát hiển thị này, và vẫn thấy có những cái bước thực hiện hay là thảo luận và vận dụng, vân vân. Đấy thì đấy là những cái chia sẻ, thì không biết là thầy Toàn có thỏa mãn không ạ? Alo ạ. À, thầy Toàn có nói được mic không hay là thầy chỉ chat thôi ạ, chỉ nhắn tin thôi ạ? Alo. Hỏi ý là trong năm khi bắt buộc phải lên phân phối chương trình, tức là kế hoạch giảng dạy để cùng thống nhất với môn, đúng không ạ? Thì nên cắt cho mỗi chủ đề chứ không phải là hình thức dạy. Dạ vâng, thầy không có mic. Vâng, cảm ơn thầy. Ở đây thì tôi cũng đã hiểu một cái băn khoăn của thầy, tức là mình phải thực hiện là cắt, đúng không ạ? Mình phải cắt giảm cái chương trình hay là các cái hoạt động, đúng không ạ? Thì ở đây nếu như mà cắt thì nó sẽ rất là khó trong cái việc mà ở một cái chủ đề mà chúng ta phải thực hiện bốn cái bước này, là bốn cái bước này cũng là bốn cái bước mà nói to thế mà vẫn lại thấy nhỏ thôi. Các thầy cô, cái loa mic ở bên kia các thầy cô đấy, tôi nói đã hết công suất rồi. Thế nào? Ok, các thầy cô nghe rõ chưa ạ? Rồi, cảm ơn các thầy cô. Trong cái tình huống mà chúng ta bắt buộc phải cắt giảm các cái bước hay là các cái hoạt động để chúng ta bớt đi được các cái số tiết, thì cái phần này chắc chắn là không ai ngoài các thầy cô, bởi vì các thầy cô sẽ dựa theo tất cả ở 10 cái chủ đề này và chia ra số lượng tiết như thế này, thì các thầy cô có thể xem cái lợi thế của cái đối tượng lớp học của các bạn mà các thầy cô đang dạy, xem các bạn ấy đã có những cái thế mạnh là cái gì rồi, thì các thầy cô có thể hoàn toàn cắt hoặc là các thầy cô có thể là đưa ra những cái sự hạn chế. Tôi ví dụ như là ở cái bước thực hiện chẳng hạn, thì các thầy cô có thể hướng dẫn cho học sinh trong vòng 15 phút là học sinh phải thực hiện xong một cái sản phẩm theo yêu cầu. Thế nhưng mà có thể bình thường thì các thầy cô phải bỏ ra một nửa tiết. Thế nhưng nếu như mà học sinh của các thầy cô nhanh thì chúng ta đều hoàn toàn có thể trong 15 phút đã hoàn thành được một cái nội dung đấy rồi, thì chúng ta có thể là cắt giảm cái hoạt động ấy đi và có thể là cắt những hoạt động ấy theo cái thời lượng như thế nào đó. Chứ còn theo tôi thì bốn cái bước này mình không thể cắt bỏ vào một cái bước nào, nếu có thì có thể chỉ là cắt cái bước cuối cùng, tức là cái bước vận dụng. Trong trường hợp bất khả kháng thì các thầy cô mới có thể cắt cái bước vận dụng, bởi vì sao? Chúng ta không cắt hoàn toàn mà chúng ta sẽ vận dụng tất cả, tập hợp tất cả cái sản phẩm ấy đến cuối kỳ hoặc là cuối năm, các thầy cô sẽ trưng bày các cái sản phẩm ấy ra, thì coi như đấy cũng là một hình thức để chúng ta cho học sinh đấy là vận dụng rồi. Thầy cô hiểu không ạ? Thầy Ngạc hiểu không ạ? Thì cái việc mà mình cắt giảm như thế mình phải rất linh hoạt, và mình làm như vậy thì nó rõ ràng là nó không mất đi mà nó vẫn ẩn ở trong các cái phương pháp dạy học của chúng ta, và chúng ta cũng không làm mất đi cái tiến độ của học sinh. Nếu như trong trường hợp chúng ta muốn cắt, trong trường hợp mà chúng ta muốn bỏ cái dung lượng, cái thời lượng để cho nó đủ cái số tiết, ví dụ như vậy,
Thế thì đấy là những cái giải thích cũng như là xử lý tình huống mà tôi có thể cảm nhận và có thể chia sẻ với các thầy cô thôi. Thế còn trên thực tế thì các thầy cô nên có những cái xử lý tình huống cụ thể khi mà mình vấp phải. Tại vì nó có rất nhiều các cái tình huống xảy ra, muốn cắt hay là muốn giảm hay là muốn làm thế nào đó gộp lại. Thì cái phần này chúng tôi hoàn toàn trao quyền, nhóm tác giả hoàn toàn trao quyền cho giáo viên, cho các thầy cô để các thầy cô có thể linh hoạt để làm sao cho nó phù hợp nhất. Các thầy cô có thể là chưa chắc đã được 26 tiết chẳng hạn, thì các thầy cô phải làm như thế nào, các thầy cô phải cắt tiết ở đâu, các thầy cô phải lên kế hoạch bài dạy như thế nào, thì cái phần này các thầy cô lại dựa theo cái tiêu chí của nhà trường, tiêu chí của phòng của sở mà người ta yêu cầu các thầy cô là cái môn này trừ đi những cái phích cứng vào các cái buổi gọi là chấm rồi là bình xét thi đua hoặc là tổng kết đánh giá chẳng hạn, thì nó sẽ bị mất đi sân siêu mất của thầy cô, mất mấy mấy ngày rồi, mấy mấy tiết rồi. Thế thì không biết được là thầy Đạt đã thỏa mãn những cái gợi ý của tôi chưa ạ, những cái giải thích của tôi chưa ạ, để tôi xin mời các thầy cô ở trường tiểu học Thái Sơn. Dạ mời đầu cầu Thái Sơn ạ. Các thầy cô có cái tín hiệu giơ tay đấy ạ. Không biết thầy Đạt đã có những cái nghe được cái giải thích của tôi chưa ạ? Alo ạ, các thầy có thể nhắn tin ạ. Có thấy cánh tay nhưng mà không biết các thầy cô không nói được qua vì mic hay là các thầy cô có những cái tín hiệu như thế nào thì cũng cho bọn chúng tôi biết ạ. Có thể các thầy cô nhắn tin. Có phải trung tâm gì không? Em nhìn xem có phải trung tâm cô vừa ở đây. Trung tâm của nhà đúng không? Ừ, nhưng mà vừa xong rồi có cái... Dạ, chúng tôi đang chờ những ý kiến phản hồi từ phía các đầu cầu đấy ạ. Chúng ta hiện nay đang có 442 điểm cầu. Các thầy cô cố gắng là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian rất là ngắn ở buổi chiều ngày hôm nay thôi. Thế vì vậy mà các thầy cô sẽ có những cái trao đổi. Nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta chưa nhận được những cái gợi ý, ban tổ chức chỉ cho chúng em nghe thôi, chỉ cho nghe thôi mà không cho nghe, không cho tương tác ạ. Có chứ nhở? Các thầy cô hoàn toàn có thể nhắn qua đây mà nhắn được, chúng tôi đọc được như thế này thì có nghĩa là các thầy cô đều có thể chat được. Các thầy cô đều có thể có những cái thông tin nếu như các thầy cô có những mong muốn gì cô cho tương tác cô ạ. Có cho thế thì các thầy có cho thì các thầy cô có những cái băn khoăn gì các thầy cô nhắn nếu như trong trường hợp chúng ta không nói được. Các thầy cô đã đủ cái tự tin khi mà chúng ta chuẩn bị một cái tâm thế khi sử dụng một cái cuốn sách mới vào một cái năm học mới đối với học sinh của chúng ta, thì các thầy cô sẽ có những cái tâm trạng như thế nào, các thầy cô có những cái băn khoăn gì, và khi tiếp cận với cuốn sách này thì các thầy cô đã nghe tôi nói từ sáng đến giờ thì các thầy cô có hình dung ra được là cái cuốn sách này nó sẽ có những cái mà dễ vận dụng, giúp cho thầy cô có thể tự tin hơn, các thầy cô có thể chủ động hơn trong cái việc sử dụng sách giáo khoa. Đối với môn mỹ thuật thì các thầy cô yên tâm là chúng ta có thể linh hoạt, là chúng ta chỉ nhìn những cái gợi ý ở trong các cái hình minh họa ở trong sách là những cái cớ vật chất để chúng ta có thể tìm những cái gì, hình ảnh gì đó nó tương tương tự như vậy để chúng ta dạy cho học sinh của chúng ta, và chúng ta thực hiện theo các cái tuần để chúng ta thấy được là các cái nội dung chủ đề ấy nó phản ánh đủ và cần cho cái yếu tố không gian và thời gian. Vâng, các thầy cô có những cái nhận xét gì về cái việc mà các thầy cô quan tâm đến các cái đề tài, các cái chủ đề? Ở đây thì tranh thủ cái lúc mà trước khi chúng ta nghỉ giải lao thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút, vì tôi cũng thấy một số thầy có băn khoăn đến cái chủ đề số 4 là cái chủ đề vẻ đẹp của khối ạ. Thì sáng nay cô Diệp cũng đã giải thích với các thầy cô rồi, nhưng mà tôi cũng xin được điểm thêm cũng như là một cái sự nhấn mạnh. Đối với cái chủ đề này thì là một cái chủ đề nó không bỗng dưng mà nó hiện hữu ở đây. Việc đầu tiên là chúng ta cắt nghĩa như vậy. Nó là một sự kết hợp, một cái lộ trình về xây dựng cái đề cương. Và nó cũng sẽ không hết ở lớp 4. Và nó vẫn được xây dựng cả ở lớp 5, lớp 4 và lớp 5. Nó không dừng lại ở cái lớp 3.
Thế vì vậy mà cái bài về vẻ đẹp của khối ở lớp 3 với chủ đề 4 thì chúng ta thấy rất rõ một điều. Mục tiêu là chúng ta cung cấp cho học sinh những cái kiến thức có sẵn từ lớp 1 và lớp 2 rồi. Và đến lớp 3 thì chúng ta còn giúp cho học sinh hiểu hơn nữa về các cái hình thức biểu hiện của khối. Khi nó biến biến điệu như thế này thì nó sẽ ra như thế nào và mang đến cái cảm quan của người nhận ra làm sao. Vì vậy cho nên là thông qua tất cả những cái cảm nhận ấy thì cung cấp kiến thức về gì ạ? Về các cái nguyên lý của nghệ thuật tạo hình cho học sinh ở trình độ lớp 3 được có cái nền tảng cung cấp cho học sinh sẵn từ lớp 1 và lớp 2 rồi. Ở lớp 1 thì học sinh đã nhận diện được thế nào là khối tròn, thế nào là khối vuông, thế nào là khối tam giác đúng không ạ? Thế nào là khối hình chữ nhật mà chúng ta chưa đề cập đến cái việc quá chuyên sâu về nghệ thuật hay là nặng nề về kiến thức mà chỉ ở mức độ cảm nhận, nhận diện và biết thôi, đúng không ạ? Ở lớp 2 thì cái bài khối chỉ ra cho học sinh biết là cái cách kết hợp các cái khối vào với nhau thì nó sẽ ra cái gì? Trong đời sống tự nhiên là cái gì? Trong đời sống xã hội chúng ta thấy cái gì? Ở lớp 2 các thầy cô sẽ thấy là bài khối giúp cho học sinh biết được là khi kết hợp hình chữ nhật nằm kết hợp với hình tam giác đứng nó tạo ra một cái ngôi nhà chẳng hạn, hay là để tạo ra một cái ngôi nhà thì cần kết hợp của hai cái hình khối đó với nhau. Đấy là một cái mà chúng ta mong muốn cho học sinh nhận diện và biết được khi kết hợp với nhau nó sẽ là cái gì. Chưa, chúng ta chưa giúp cho học sinh những cái gì nó quá cao siêu cả, đúng không ạ? Thế vì vậy mà ở chủ đề 4 lớp 3 các thầy cô sẽ thấy cái vẻ đẹp của khối này nó mong muốn giúp cho học sinh trên nền tảng kiến thức mà học sinh đã biết ở lớp 1 và lớp 2. Để rồi các em có thể thấy được là cái sự vận chuyển của các cái khối cơ bản này khi nó chuyển động, khi nó kết hợp và khi nó bị tác động bởi cái gì đó thì nó sẽ như thế nào. Vì vậy cho nên cái bài về vẻ đẹp của khối thì các thầy đừng nghĩ nó quá nặng nề, hay là sáng nay tôi có biết là thầy nào có nói là nó trừu tượng ấy ạ. Thì thực ra ấy là các thầy cô mới là cảm nhận thế thôi. Chứ còn khi chúng ta hiểu và chúng ta biết được thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để chúng ta có thể linh hoạt, để chúng ta có thể cảm nhận và chúng ta có thể thấy được. Ví dụ như là ở chủ đề 4 trong sách giáo khoa đây ạ, thì nó sẽ rơi vào trang số 22. Ở trang số 22 thì các thầy cô sẽ thấy rất là rõ là cái cách triển khai là gì ạ. Nhóm tác giả đã biên soạn cái việc đầu tiên là khi giới thiệu vào bài học làm nào để nhìn thấy rõ ở đây đúng không? Thì các thầy cô sẽ thấy là đây là những cái gợi ý chứ không phải là những cái bài học yêu cầu học sinh hay là các thầy cô phải có những cái hình nghi như thế này để cho học sinh. Đây chỉ là những gợi ý và những cái nhận diện để cho học sinh biết được khi khối tam giác nó biến điệu đi, nó chuyển động hay khối tròn nó chuyển động thì nó sẽ như thế nào, và chỉ cần biết là nhận diện nó như vậy thôi chứ chưa đến cái mức là phải bắt cho người học hay là người dạy phải tìm được tất cả những cái hình minh họa như thế này và bắt cho học sinh phải thuộc được thế nào là khối tam giác chuyển động hay thế nào là khối tròn chuyển động hay là thế nào là khối đặc, thế nào là khối rỗng của các cái nhận diện của các cái hình này, mà chúng ta chỉ là nhận diện nó như thế nhưng không có nghĩa là chỉ có một cái hình này nó có hiện hữu ở đây thôi, mà chúng ta có thể liên hệ bằng rất nhiều các cái khác nữa. Ví dụ như là các thầy cô có thể mà đưa ra những cái sản phẩm mỹ thuật mà các thầy cô đã từng dạy học sinh, hoặc là các thầy cô có thể ví dụ những cái hình ở trong cái đời sống xung quanh trong lớp học, trong sân trường, trong rất nhiều, ví dụ như là cái ở sân trường của các thầy cô, học sinh của các thầy cô có bóng rổ chẳng hạn, thế thì cũng được thể hiện từ một cái hình tròn đúng không, và nó rỗng rỗng như vậy thì nó cũng tạo ra một cái gợi ý liên tưởng để học sinh có thể thấy là khi các em học về hình tròn, các em học về khối tròn, nếu mà nó rỗng nó thủng thì nó có một cái chu vi như thế nào để mang cái ý nghĩa về quy định quy thức cho nó là một cái hình tròn. Nhưng nếu như nó không đặc thì nó sẽ làm những cái tạo cảm giác rất là nhẹ, nó có cái sự chuyển động, và đối với hình tròn thì nó luôn luôn tạo cái cảm giác là nó cứ lăn tròn mãi như thế và nó không, nó có một sự khép kín và nó không dừng lại, ví dụ thế. Nhưng chúng ta không giải thích và không dạy cho học sinh quá nhiều cái cao siêu, quá nhiều cái gì đấy nó quá nặng, mà chỉ gì ạ, từ cái hình tròn đấy học sinh có thể vận dụng từ đất nặng để tạo ra một cái sản phẩm gì mà em yêu thích. Có thể là các bạn ấy có thể từ những cái hình tròn để tạo ra một cái đồ vật gì đó rất là đơn giản thì đều là đã đạt rồi. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta giúp cho học sinh hay là dạy học sinh ngay lập tức là phải tạo ra mảng miếng hình khối rồi đặt rỗng trên một cái sản phẩm theo yêu cầu của cái cuốn sách này được. Bởi vì sách thì chúng tôi soạn thì chúng tôi chỉ là gợi ý thôi. Chúng tôi đưa ra những cái mà
Và các thầy cô có thể giúp cho học sinh từ đây, các thầy cô có thể thấy được những cái mà vận dụng trong cái đời sống thực tế của các em. Các em có thể thông qua truyền hình, thông qua báo đài, thông qua cuộc sống vật chất hàng ngày. Ví dụ như một cái khối của cái hình chữ nhật đứng chẳng hạn, mà nó rỗng thì nó giống như cái thùng rác. Ví dụ như vậy thì bên trong nó có thể là nó trở thành một cái đồ vật để có thể chứa được hay là bao chứa được một cái đồ gì, một cái vật vật phẩm gì đó, ví dụ thế. Thì đấy cũng là một trong những cái ý kiến. Thế thì đấy là những cái mà có thể chia sẻ với các thầy cô. Và sau đây thì tôi đã nhận được cái ý kiến là ngoài việc trang bị kiến thức, cuốn sách này có trang bị thiết bị dạy học kèm không? Kính thưa các thầy cô, thì đây cũng là một cái điều quan tâm không chỉ của thầy cô đâu ạ, mà của rất nhiều người, đặc biệt là các thầy cô ở những cái nơi mà xa trung tâm, thiếu đi cái cơ sở vật chất. Thì đây là một cái điều quan ngại, cũng là cái băn khoăn của rất nhiều các thầy cô. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với các thầy cô là nhà xuất bản giáo dục đã trang bị cho chúng ta rất đầy đủ, từ giá vẽ, bản vẽ, phấn màu, giấy, tất tần tật, không thiếu một cái gì hết. Và cái việc mà nhà trường cũng như là các thầy cô có nhu cầu thì các thầy cô cũng vẫn có những cái phản hồi để có những cái chuyển, trong quá trình người ta chuyển sách đến cho các thầy cô, thì những cái thiết bị chắc chắn là sẽ có theo yêu cầu, nên các thầy cô rất là yên tâm. Chỉ trừ khi là các thầy cô là có những ý kiến là thiết bị dạy học không thể đủ và không thể có được một cách hoàn thiện ở cơ sở giáo dục của các thầy cô, thì các thầy cô sẽ có phương án như thế nào. Thì cái phần này cũng đã chia sẻ với các thầy cô từ sáng, là các thầy cô sẽ cố gắng là làm sao để chúng ta có được những cái thiết bị tốt nhất cho học sinh. Và trong trường hợp nếu như mà chúng ta có hoặc là ít đi thì chúng ta có thể vận dụng một cách linh hoạt như thế nào. Thì tôi thường về tập huấn ở mỗi một điểm cầu cũng như là ở mỗi một tỉnh, mỗi một những cái trường mà các thầy cô có những cái nguyện vọng mà mời nhóm tác giả chúng tôi về tập huấn trực tiếp ấy. Thì tôi thường quan sát thấy, nhất là tôi biết được là cái vùng miền này có được những cái đặc điểm gì, ví dụ như là vẻ đẹp về quê hương đất nước, về dấu ấn lịch sử, về cơ sở vật chất. Ví dụ như là một cái vùng miền có cái làng nghề, có cái việc làm nghề gốm chẳng hạn, hay là làm giấy chẳng hạn, hay là có những cái đặc điểm về làm một cái nghề gọi là dệt vải chẳng hạn, vân vân. Thì trên cái cơ sở ấy thì tôi sẽ có những cái gợi ý là các thầy cô có thể sử dụng nó để trở thành những cái thiết bị dạy học tối ưu để cho học sinh có thể linh hoạt thực tế. Thế thì cái câu hỏi mà cũng như là cái chia sẻ mà các thầy cô cho rằng là cái thiết bị dạy học ở chỗ các thầy cô là hầu như không có ấy, thì linh hoạt thực tế với các thầy là bắt buộc rồi. Thầy cô nào cũng thế thôi, ở địa điểm nào cũng cần sự linh hoạt thực tế và dựa theo theo cái mà nơi mình ở, không gian cũng như là cái môi trường mình ở nó có, thì mình đều có thể vận dụng được. Nhưng tôi khẳng định rằng ở bất cứ một cái nơi nào, thì kể cả ngoài hải đảo tôi cũng biết là đều có thể vận dụng được tất cả những cái thiết bị cũng như là cái đồ dùng để có thể vận dụng một cách tốt nhất vào bài học, từ những cái gì có trong tự nhiên. Nếu như không có làng nghề, nếu như không có cơ sở vật chất tốt, thì những thiên nhiên ban tặng cho chúng ta rất nhiều, chúng ta đều có thể có, chỉ cần cái óc sáng tạo thôi. Cho nên là từ cành cây này, vỏ cây này, đúng không nhỉ, đá sỏi gạch, rồi vô vàn những cái gì có ở xung quanh chúng ta, là những cái trang phục bỏ đi, là những cái đồ vật mà như là ca cốc, những cái ống tất, vân vân và vân vân. Thì tôi cho rằng là chúng ta không nên khẳng định là không có, mà ít hay nhiều, dễ kiếm hay là khó kiếm, và cái óc sáng tạo của chúng ta sẽ xử lý vận dụng nó như thế nào vào nội dung của bài học thôi. Cái cần cái này là cái rất là quan trọng. Thế thì trên cái trao đổi vừa rồi thì tôi cũng có nhận được những cái trao đổi của các thầy cô như vậy, thì cũng rất là trân quý, bởi vì cho nhóm tác giả chúng tôi biết được cái phản hồi của các thầy cô, cái băn khoăn của các thầy cô, và để các thầy cô có được những cái mà làm cho học sinh của mình yêu thích môn học, và cái môn học của chúng ta nó trở nên sinh động, nó trở nên phong phú và đa dạng. Thế thì tôi nói cũng hơi nhiều và cũng đã nhận được một số thứ ý kiến của các thầy cô, cho nên là chúng ta chắc là cũng nghỉ giải lao một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ trả lời tiếp cái câu hỏi của thầy cô, của thầy Bình Nhân hay Nhân Bình gì đấy ạ, là thầy có nói là ở vùng biên giới đúng không? Đâu rồi ạ? Vâng, có cả những cái câu hỏi của các thầy cô ở đây là vở thực hành để vẽ luôn, quan tâm này đúng không ạ? Lấy vở thực hành tức là các bạn không cần phải qua các cái bước quan sát đúng không ạ? Ok, cái phần này lát nữa chúng ta sẽ trao đổi tiếp và đẩy lên cho cô xem cái câu hỏi của một thầy là ở cái vùng biên giới hay gì đấy. Ừ, đấy. Cái phần này thì lát nữa chúng ta sẽ trao đổi tiếp tiếp tục nhiều hơn này. Rất là hay, và
ở trường vùng biên giới chưa có điều có nhiều thiết bị. Lát nữa chúng ta sẽ quan tâm đến cái câu hỏi này ạ, đến cái điều băn khoăn này. Vâng. À, vào lớp là các em chỉ thích lấy vở thực hành để vẽ luôn. Thế là các em cũng thích học mỹ thuật ạ, à? Đúng rồi ạ. À. Các em rất là háo hức như thế đã thấy một cái sự phấn khích và hào hứng rồi. Chúc mừng các thầy cô ở những cái điểm trường như thế này và có những cái em học sinh rất là đáng yêu. À, các bạn và các cô đã có những cái câu hỏi như sau là chúng em muốn tham khảo kế hoạch bài dạy cụ thể của một chủ đề. Lát nữa thì sau giải lao thì sẽ mời các thầy cô xem một cái bài minh họa về tiết dạy để các thầy cô sẽ thấy được là ví dụ ở chủ đề 6 đúng không ạ? Có 4 tiết vậy tách như thế nào thì ở trong cái sách giáo viên thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch và chúng tôi đã chỉ ra giúp cho các thầy cô là nếu như ở chủ đề 6 tiết à 4 tiết như là chủ đề 6 thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Vâng. À, sau đây thì các thầy cô cứ gửi câu hỏi đi ạ. Các thầy cô cứ gửi câu hỏi và chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục trả lời các cái câu hỏi trong cái thời gian còn lại của buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Cảm ơn các thầy cô, chúng ta sẽ giải lao đến bây giờ nhỉ? 3 giờ ạ, thì còn 15 phút nữa ạ, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái khán phòng này để chúng ta sẽ trao đổi một số các cái câu hỏi mà các thầy cô quan tâm. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Có thể tắt mic. Quý thầy cô, chúng ta lại tiếp tục đi ạ. Các thầy cô có còn ở đấy không ạ? Các thầy cô phát tín hiệu đi ạ. Alo. Vẫn còn cô ơi. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô. Có cô ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Chúng ta vẫn còn giữ được 434 điểm cầu. Rất cảm ơn các thầy cô. Chiều hôm nay thì chúng ta cũng sẽ vẫn đồng hành với nhau. Nhưng có thể là một số các thầy cô, các điểm trường tôi đã được vinh dự về tập huấn trực tiếp hoặc là năm trước cũng đã được tập huấn online với các thầy cô và có những điểm trường mà chúng ta gặp nhau buổi đầu tiên. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng rất mong mong muốn và hy vọng là sẽ có những cái cơ hội để sau những cái buổi hôm nay thì nhóm chúng tôi cũng sẽ được quay trở về gặp các thầy cô và làm việc trực tiếp với các thầy cô để chúng ta có thể tương tác kỹ hơn cái nội dung của cuốn sách để giúp cho các thầy cô có một cái hành trang tốt nhất để các thầy cô tự tin xuống trường, xuống lớp và các thầy cô sẽ có những cái mà đóng góp ngược lại cho nhóm tác giả để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm và chúng tôi có thể thực hiện tốt hơn ở trường đại học lớp 4 và lớp 5. Đấy là cái mà chúng tôi rất là mong muốn được giao lưu, được trao đổi với các quý thầy cô. À, tiếp theo cái chương trình của chiều ngày hôm nay thì trước khi tôi trả lời cũng như là chia sẻ các cái câu hỏi của các thầy cô vừa xong thì tôi muốn là các thầy cô chúng ta sẽ dừng lại một ít phút để chúng ta xem một cái tiết dạy gọi là tiết dạy minh họa để cho các thầy cô có thể hình dung ra được các cái bước lên lớp. Hình dung ra được cái việc mà chúng ta cần ngắt tiết hay là chúng ta chia sẻ tương tác với học sinh như thế nào trong một cái điều kiện mà có thể giúp cho học sinh thấy được cái nội dung của bài học như thế nào. Và thông qua cái tiết dạy này thì các thầy cô cũng sẽ hình dung ra được cái việc là chúng ta sẽ có được một cái kế hoạch bài dạy và chúng ta có được những cái mà các thầy cô thấy cái thế mạnh của mình là cái gì thì chúng ta có thể sử dụng đưa vào trong cái cuốn sách này cũng như là áp dụng vào từng cái chủ đề. Thế thì sau đây thì cũng kính mời các quý thầy cô theo dõi để chúng ta có thể phân tích, nhận xét, đánh giá cái tiết dạy này nó sẽ như thế nào và nếu như các thầy cô hóa thân trong vai của một cái người dạy cái tiết này thì các thầy cô sẽ thấy là các thầy cô cần thực hiện cái gì, có học hỏi gì cái kỹ năng của cô giáo này không hay là các thầy cô góp ý để cho cô giáo này có được cái phần lên lớp tốt hơn vân vân. Thì sau đây chúng ta sẽ xem và sau khi xem thì chúng ta sẽ bàn luận tiếp ạ. Vâng, trân trọng kính mời các thầy cô. Các bạn lớn
Cô chào các con, cô mời các con ngồi xuống. Các con hãy chuẩn bị đồ dùng học tập ở phía trước mặt các cô nào. Hôm nay cô thấy lớp mình chuẩn bị đồ dùng học tập rất là đầy đủ. Cô khen các con đã chuẩn bị tốt đồ dùng môn học. Bây giờ các con đã sẵn sàng vào tiết học của chúng mình chưa? Cô mời các con cùng quan sát lên trên màn hình nhé. Bài học hôm nay của chúng mình là chủ đề 8, chân dung người thân trong gia đình. Cô mời một bạn đọc cho cô mục tiêu của bài học. Mời con. Con thưa cô, mục tiêu bài học là tạo được sản phẩm mỹ thuật thể hiện chân dung người thân trong gia đình, biết sử dụng hết nét tình màu để thể hiện các đặc điểm trên khuôn mặt, sử dụng vật liệu sẵn có để tạo sản phẩm mỹ thuật về chủ đề. Cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Đến với tiết học ngày hôm nay, cô muốn các con sẽ có một khoảng thời gian thật là sôi động. Thì bây giờ cô mời các con sẽ cùng đứng lên để hát múa theo lời của một bài hát Cây Gia Đình nhé. Lớp mình múa hát rất là hay, cô mời các con ngồi xuống nào. Các con ạ, qua lời bài hát vừa rồi, các con thấy rằng những thành viên trong gia đình chúng ta như ông, bà, bố mẹ, con luôn luôn gắn kết với nhau, giống như một cái cây cần có quả, có hoa, có cành lá và gốc rễ vậy. Trong một gia đình, nếu các thành viên luôn luôn yêu thương gắn kết nhau thì cũng giống như một cây gia đình trong lời bài hát sẽ luôn luôn vững mạnh và xanh tươi, đúng không? Đến với tiết học ngày hôm nay, cô Hồng muốn các con sẽ thể hiện tình cảm yêu thương của mình đối với người thân thông qua một sản phẩm mỹ thuật thể hiện đến người thân trong gia đình em nhé. Cô mời các con cùng quan sát các hình minh họa ở trang 46, sách mỹ thuật và thảo luận nhóm trả lời cho cô câu hỏi. Trả lời câu hỏi, em thấy có những hình ảnh ai trong gia đình và em hãy nêu đặc điểm của các nhân vật trong các bức ảnh. Thời gian thảo luận 1 phút của các con bắt đầu. Thời gian thảo luận đã hết. Bạn nào có thể nêu cho cô trong hình minh họa có những ai trong gia đình? Cô mời con. Bạn trả lời đúng không các con? Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay thật to nào. Tiếp tục, bạn nào có thể nêu cho cô đặc điểm của ông và bà trong bức ảnh? Cô mời con. Tiếp cho cô về ông, đặc điểm của ông nào. Ông mặc một cái áo vẻ xanh, tay đeo đồng hồ và mặc chồng giả đeo. Đó, chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay thật to. Bạn nào có thể nêu cho cô những nhận xét của con về bố và mẹ? Cô mời Thu. Bạn nêu có đúng không các con? Các con tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Các em bạn Thu. Bạn nào có thể nêu tiếp cho cô hình ảnh về chị và em? Cô mời con. Chị và
được chơi ạ. Tốt. Các bạn tặng một tràng vỗ tay cho bạn nào. Vừa rồi các con đã được nghe những lời nhận xét của các bạn về các thành viên trong gia đình, và các con thấy rằng là trong gia đình mỗi người sẽ có một đặc điểm riêng trên khuôn mặt, đúng không? Để tìm hiểu nhiều hơn về cách vẽ thì cô sẽ mời các con cùng quan sát các hình minh họa trong trang 47 và thảo luận nhóm với cô cách vẽ các bước vẽ của hai cách vẽ qua trí nhớ và vẽ bằng quan sát trực tiếp. Thời gian thảo luận bắt đầu. Đã hết thời gian thảo luận, cô mời một bạn có thể nêu cho cô nhận xét các bước của vẽ qua trí nhớ. Cô mời con. Con thưa cô, bước 1 là vẽ khắp khuôn mặt, bước 2 là vẽ khắp vị trí, bước 3 là vẽ cụ thể các chi tiết như là mắt, mũi, miệng, bước 4 là hoàn thiện và nhô màu. Rất tốt đúng không các con tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Bạn nào có thể nêu cho cô các bước vẽ bằng quan sát trực tiếp. Cô mời con. Thưa cô, vẽ trực tiếp thì đầu tiên là mình nhìn ảnh, tác họa các chi tiết và cuối cùng là vẽ cho các chi tiết và đô màu. Đúng không các con? Các con hãy tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Con có thể nêu lại cho cô các bước vẽ theo trí nhớ. Bước 1 là vẽ khác khuôn mặt ạ. Đúng. Bước 2 là vẽ các chi tiết. Hiểu đúng không các con? Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Cảm ơn con. Bây giờ chúng mình sẽ cùng quan sát và thảo luận tiếp cho cô ở trang 48. Mời các con mở trang 48 ạ. Cô thấy các bạn đã nêu được rất là tốt các bước vẽ theo hai cách. Bây giờ các con cùng tìm hiểu tiếp với cô là chúng mình có thể thể hiện bằng các hình thức nào với một sản phẩm mỹ thuật chân dung nhé. Cô mời các con cùng quan sát hình minh họa trang 48 và thảo luận nhóm để tìm hiểu từng sản phẩm được thể hiện bằng chất liệu gì, các nhân vật có đặc điểm gì về hình dáng, các chi tiết trên khuôn mặt, mái tóc, trang phục. Thời gian thảo luận nhóm bắt đầu. Thời gian thảo luận đã hết. Cô mời ý kiến nhận xét của các con về hình 1. Cô mời con. Theo con, đây là sản phẩm này làm từ chất liệu gì và thể hiện ai? Đây là một sản phẩm thể hiện về mẹ đúng không? Và sử dụng chất liệu gì không? Sử dụng chất liệu đất nặn đúng không? Và con có thể nêu cho cô đặc điểm của mẹ ở đây nào? Không chưa cô là kiểu mẹ là có đeo cái màu xanh, được có mái tóc ngắn. Rất tốt, chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Bạn nào có thể nêu cho cô hình 2. Cô mời con. Đúng rồi, vẽ và tô màu. Về ai? Sản phẩm này. Đúng rồi, có những đặc điểm gì con thể nêu cho cô? Đúng không lớp mình?
Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Bạn nào có thể nêu cho cô về hình 3? Cô mời con. Cô hình 3 là nhân có mái, chỉ có mái tóc màu nâu, với cả nhân có một cái dây của hình bông hoa. Chị còn có cả cái khăn đen sọc vàng với cả đỏ. Áo của chị màu xanh với cả màu nâu, thêm mấy cái tường quay trắng lạ. À, sản phẩm này làm bằng chất liệu gì không? Làm bằng chất liệu bằng giấy màu ạ. Con quan sát xem ở trên mái tóc thì còn có gì nữa? Len ạ. Len ạ. À, có ngồi xuống. Bạn nào bổ sung không? Cô mời con. À, rất tốt. Cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Bây giờ cô mời tiếp các bạn hãy quan sát cho cô trên hai ảnh ở trên bảng và có thể trả lời cho cô. Theo các con, đâu là chân dung toàn thân và đâu là chân dung bán thân? Cô mời con. À, theo con thì chân dung toàn thân là bức số mấy? Số 1, số 2? Đúng không các con? Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Qua phần tìm hiểu vừa rồi, các con có thể nhận xét được về những cái đặc điểm của người thân trong gia đình. Và các con ạ, hôm nay chúng mình thể hiện một sản phẩm mỹ thuật về chân dung ấy, thì các con sẽ đặc tả chủ yếu về những đặc điểm chính và những cái nét biểu cảm trên khuôn mặt. Và các con có thể thể hiện với chân dung toàn thân hoặc chân dung bán thân, với các chất liệu như là đất nặn này, hoặc là vẽ rồi tô màu, hoặc là chúng mình sẽ xé dán. Khi thể hiện thì các con lưu ý là chúng mình sẽ thể hiện làm sao mà cân đối trong khổ giấy đã có cho sẵn. Và màu sắc thì có xen kẽ màu đậm, màu nhạt để thể hiện được những cái đặc điểm của nhân vật mà chúng mình đã chọn làm sản phẩm nhé. Bây giờ cô muốn các con đến với một góc tìm hiểu rất là hay trong sách. Mời các con quan sát cho cô phần em có biết ở trang 48. Bạn nào có thể đọc cho cô thật to những lời viết về họa sĩ Picasso nào. Cô mời con. Cảm ơn con. Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Mỗi người sẽ có một đặc điểm nổi bật riêng. Và hôm nay các con sẽ quan sát qua ảnh hoặc là sử dụng trí nhớ của mình để tìm hiểu về đặc điểm nổi bật đó. Sau đó chúng mình sẽ thể hiện một sản phẩm chân dung với chất liệu tự chọn như là vẽ hoặc nặn hoặc xe dán. Các con cũng có thể thể hiện toàn thân hoặc là chân dung bán thân. Và khi thể hiện các bạn thể hiện cân đối trong khổ giấy, sử dụng màu tươi sáng có xen kẽ đậm nhạt để thể hiện những đặc điểm của nhân vật nhé. Bây giờ các con sẽ bắt tay vào thực hiện sản phẩm chân dung của người thân trong gia đình chúng mình nào. Con đặt hết sản phẩm lên cho cô nào, nhóm này đặt hết sản phẩm lên nào. Tại sao con chưa thể hiện bài của mình? Con chưa biết vẽ nhà. À, con định vẽ ai trong người thân trong gia đình mình? Con vẽ ông. À, ông con có đặc điểm gì? Thường hay mặc áo kiểu xanh ạ. Trên khuôn mặt ông có đặc điểm gì con? Đầu tóc này, rồi mắt, mũi, miệng. Ông ngắn. À, rất tốt. Thế bây giờ con hãy quan sát cho cô ở trang 47. Các bước vẽ theo trí nhớ. Con có thể nêu lại cho cô các bước vẽ không? Bước vẽ đầu tiên là vẽ. Đúng rồi. Rồi. À, bước 1 là chúng mình sẽ nhớ các đặc điểm đúng không? Rồi vẽ khuôn mặt. Bước thứ 2 là
là tô màu. À đúng rồi, thì bây giờ con đã hiểu các cách vẽ chưa? Thế con sẽ thể hiện chân dung của ông con vào trong tờ giấy này nhé. À, thời gian thực hiện sản phẩm của các con đã hết. Cô mời các con hãy bày bài sản phẩm của mình lên trên bàn nào. Cô ơi, không nghe thấy gì đâu cô ơi. Tính và những cái nét biểu cảm trên khuôn mặt, và các con có thể thể hiện với chân dung toàn thân hoặc chân dung bán. À rất tốt, cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Chất liệu gì không? Chúng mình tặng bạn một tràng pháo tay nào. Vẽ và tô màu về ai? Đấy là màu sắc. À rất tốt, chúng mình tặng bạn một tràng pháo tay nào. Bạn nào có thể nêu cô hình 2. Cô mời con. Cô hình 2 là sản phẩm vẽ. Đúng rồi, vẽ và tô màu có thể về ai? Có sản phẩm vẽ. À đúng rồi, có những đặc điểm gì con thể nêu cô? Đúng không lớp mình? Chúng mình tặng bạn một tràng pháo tay nào. Bạn nào có thể nêu cho cô về hình 3. Cô mời con. Cô hình 3 là nhất có mái, chỉ có mái tóc màu nâu, mấy cả nhất có một cái dây của hình bông hoa. Chị còn có cả một cái khăn đen sọc vàng với cả đỏ. Áo của chị màu xanh với cả màu nâu, thêm mấy cái tường hoa trắng ạ. À, sản phẩm này làm bằng chất liệu gì không? Làm chất liệu bằng giấy màu ạ. Con quan sát xem ở trên mái tóc thì còn có gì nữa? Đấy là gì? Len à? Len à, không ngồi xuống. Bạn nào bổ sung không? Cô mời con.
rất tốt. Cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Bây giờ cô mời tiếp các bạn hãy quan sát cho cô trên hai ảnh ở trên bảng và có thể trả lời cho cô. Theo các con, đâu là chân dung toàn thân và đâu là chân dung bán thân? Cô mời con. À, theo con thì chân dung toàn thân là bức số mấy? Số 1, số 2? Đúng không các con? Chúng mình tạm bạn một tràng vỗ tay nào. Qua phần tìm hiểu vừa rồi, các con có thể nhận xét được về những cái đặc điểm của người thân trong gia đình. Và các con ạ, hôm nay chúng mình thể hiện một sản phẩm mỹ thuật về chân dung ấy, thì các con sẽ đặc tả chủ yếu về những đặc điểm chính và những cái nét biểu cảm trên khuôn mặt. Và các con có thể thể hiện với chân dung toàn thân hoặc chân dung bán thân, với các chất liệu như là đất nặn này, hoặc là vẽ rồi tô màu, hoặc là chúng mình sẽ xé dán. Khi thể hiện thì các con lưu ý là chúng mình sẽ thể hiện làm sao mà cân đối trong khổ giấy đã có cho sẵn, và màu sắc thì có xen kẽ màu đậm, màu nhạt để thể hiện được những cái đặc điểm của nhân vật mà chúng mình đã chọn làm sản phẩm nhé. Bây giờ cô muốn các con đến với một góc tìm hiểu rất là hay trong sách. Mời các con quan sát cho cô phần em có biết ở trang 48. Bạn nào có thể đọc cho cô thật to những lời viết về họa sĩ Picasso nào. Cô mời con. Chúng mình tạm bạn một tràng vỗ tay nào. Mỗi người sẽ có một đặc điểm nổi bật riêng, và hôm nay các con sẽ quan sát qua ảnh hoặc là sử dụng trí nhớ của mình để tìm hiểu về đặc điểm nổi bật đó. Sau đó chúng mình sẽ thể hiện một sản phẩm chân dung với chất liệu tự chọn như là vẽ hoặc nặn hoặc xe dán. Các con cũng có thể thể hiện toàn thân hoặc là chân dung bán thân. Và khi thể hiện, các bạn thể hiện cân đối trong khổ giấy, sử dụng màu tươi sáng có xen kẽ đậm nhạt để thể hiện những đặc điểm của nhân vật nhé. Bây giờ các con sẽ bắt tay vào thực hiện sản phẩm chân dung của người thân trong gia đình chúng mình nào. Con đặt hết sản phẩm lên cho cô nào, nhóm này đặt hết sản phẩm lên nào. Tại sao con chưa thể hiện bài của mình? Con chưa biết mẹ nhà. Con định vẽ ai trong người thân trong gia đình mình? Con vẽ ông. Ông con có đặc điểm gì? Ông hay mặc áo kiểu xanh ạ. Trên khuôn mặt ông có đặc điểm gì con? Đầu tóc này, rồi mắt, mũi, miệng. Ông ngắn. Rất tốt. Thế bây giờ con hãy quan sát cho cô ở trang 47. Các bước vẽ theo trí nhớ, con có thể nêu lại cho cô các bước vẽ không? Bước vẽ đầu tiên là vẽ mặt. Đúng rồi. Rồi. Bước 1 là chúng mình sẽ nhớ các đặc điểm đúng không? Rồi vẽ khuôn mặt. Bước thứ 2 là con vẽ vị trí của các chi tiết trên khuôn mặt đúng không? Và bước 3 là các con mới vẽ rõ. Và bước 4 là gì ạ? Bước 4 là tô màu. Đúng rồi. Thì bây giờ con đã hiểu các cách vẽ chưa? Thế con sẽ thể hiện chân dung của ông con vào trong tờ giấy này nhé. Thời gian thực hiện sản phẩm của các con đã hết. Cô mời các con hãy bày bài sản phẩm của mình lên trên bàn nào. Nhóm 1 là thể hiện bằng hình thức là vẽ đúng không? Vâng ạ. Cô mời một bạn đứng lên giới thiệu về sản phẩm của mình trong nhóm nào. Cô mời Lâm. Anh cậu là nhân vật đen, áo hương,
có đúng không ạ? Lâm, thế bây giờ Lâm có thể giới thiệu về các đặc điểm của anh mình với các bạn trong nhóm. Đặc điểm của anh cũng là đeo thì mắt đen, tròn, một cái áo khoác đen, rồi bên trong là một cái áo màu xanh, màu xanh nhà cây đi rừng nâu. Rất tốt. Cô rất là khen phần giới thiệu của và phần thảo luận của nhóm này nhá. Nhóm 3 đâu ạ? Nhóm 3 giơ tay lên cô xem nào. Nhóm 3 sẽ giơ sản phẩm lên cho cô xem. Đây là một nhóm thể hiện bằng chất liệu xé dán đúng không ạ? Và cắt dán. À, con giơ sản phẩm. À. Các nhóm khác dừng tay nào. Các bạn có thể đoán xem là các bạn ở nhóm 3 thể hiện sản phẩm của ai không? Cô mời ý kiến các con. Nào cô mời một ý kiến nhá. Nào Hà An, nào Hà An nhận xét cho cô về sản phẩm của nhóm 3 theo con thì con thấy các bạn thể hiện sản phẩm với ai? Con thử đoán xem nào. Cô là các bạn sản à, con thích nhất sản phẩm nào của bạn? Cô là con thích nhất sản phẩm của bạn Đỗ Hoàng Ngân ạ. Bạn Hoàng Ngân à? À, vì sao? Thì ông để bạn ấy thể hiện rõ các nét của người thân trong gia đình và làm rất bài rất là đẹp ạ. À, rất tốt, rồi cảm ơn phần nhận xét của con nhé. Con ngồi xuống. Nào nhóm nặn đâu ạ? Nhóm 5 đâu? Nhóm 5 đây. Vâng. Các bạn ở nhóm 5 thể hiện sản phẩm trình bày ra cho cô xem nào. À, bạn nặn mẹ. Con tiếp tục. Đấy. Còn bạn có còn bạn Quốc là tìm nặng về anh. À, tiếp tục. Còn bạn Quốc Nhi thì nặng về mẹ. Bạn Hà Linh thì nặng về anh chị ạ. Còn bạn Quốc Quê thì nặng về mẹ. Con thích sản phẩm nào nhất trong nhóm mình? Con thích sản phẩm của bạn My nhất ạ. À, bạn My đâu ạ? À, con có câu hỏi nào dành cho bạn My không? Rất tốt đúng không? Cảm ơn hai bạn nhé. À, con có thể giới thiệu về sản phẩm của mình không? Với các bạn ở trong nhóm. Đây chúng mình cùng quan sát bài của bạn nào. Con giới thiệu cho cô nào. Con vẽ về ai và có đặc điểm gì? Con vẽ về mẹ. Mẹ con có đặc điểm gì nhỉ? Con có đặc điểm mắt to, cười tươi. À, cười tươi và mặc áo màu. Màu xanh. Rất tốt. Đây chúng mình quan sát đây là một sản phẩm của bạn thể hiện về mẹ có giống không các con? À, nhìn mẹ rất là xinh đúng không ạ? Cảm ơn phần giới thiệu của con nhé. À, nhóm này cô mời Bảo Trâm sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm của mình nào. Thưa cô, con vẽ về mẹ. Mẹ có mái tóc ngắn và đôi mắt to. Mẹ đang cười và mẹ có bộ quần áo xanh, lông mày đậm ạ. À, rất tốt. Chúng mình thấy sản phẩm của bạn được không? Được. À, rất là đẹp đúng không nào? Rất là khen bạn nhé. Và phần giới thiệu cũng rất là tốt đúng không? Tiết học của chúng mình đến đây đã hoàn thiện, các bạn đã hoàn thiện xong sản phẩm rồi. Và cô khen các con hôm nay là rất là tích cực trong việc học tập và sáng tạo được rất nhiều sản phẩm đẹp. Bây giờ cô muốn hỏi các con một câu này. Bạn nào có thể nêu lại các bước vẽ qua trí nhớ không? Cô mời con. Chi tiết khác và bước cuối cùng là chúng ta hoàn thiện và tô màu và bức tranh của chúng ta. À, chúng mình trước khi vẽ khuôn mặt thì chúng mình sẽ nhớ những đặc điểm của người thân đúng không? Và vẽ phác các vị trí và vẽ chi tiết và cuối cùng là chúng mình tô màu rất là tốt. Bạn nào có thể nêu lại cô cách vẽ bằng quan sát qua ảnh? Mời Thu. Cô bước 1 là mình bằng ảnh, bước 2 là mình phát thảo, còn bước 3 là mình hoàn thiện nốt và tô màu. À, bước 1 chúng mình quan sát ảnh và tìm các đặc điểm đúng không? Bước 2 là làm gì ạ? Phác thảo, phác các vị trí. Và bước 3 là? Bước 3 là tô màu và hoàn thiện nốt. Cảm ơn con. Bây giờ tiết học của chúng mình đã kết thúc. Cô đề nghị chúng mình sẽ cùng thu dọn đồ dùng và xem dọn cả vệ sinh ở phần chúng mình ngồi nữa.
Trong phần thực hành hôm trước, các con đã thể hiện một sản phẩm mỹ thuật về chân dung người thân trong gia đình. Hôm nay các con sẽ sử dụng những vật liệu yêu thích để tạo hình một sản phẩm mỹ thuật. Và cô mong là các con sẽ có một sản phẩm thật là sáng tạo để hôm nay các con sẽ đem về tặng người thân nhé. Đầu tiên là cô mời các con sẽ quan sát cho cô các hình ảnh trong trang 51 và thảo luận các bước tiến hành thể hiện sản phẩm chân dung. Mời các con bắt đầu thảo luận, thời gian 1 phút. Thời gian thảo luận đã hết, cô mời các con nêu cho cô nhận xét về các bước thể hiện sản phẩm nào. Cô mời một bạn. Mời con. Con thưa cô, bước 1 là chuẩn bị đồ dùng cần có. Bước 2 là vẽ sát được bề ngoài. Bước 3 là để lên mạng lên. Bước 4 là bao để bước 5 là làm với các vật lý. Và bước 6 là bạn kia. Bạn phát biểu đúng không các con? Chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Ở bài ngày hôm nay thì các con sẽ sử dụng những vật liệu các con đã sưu tầm được để thể hiện một sản phẩm về chân dung. Và các con sẽ tiếp tục sáng tạo thêm một phần nền nhé. Mời các con cùng quan sát lên sản phẩm 1, 2 trên bảng. Và cho cô biết sản phẩm đầu tiên làm bằng chất liệu gì. Cô mời con. Tốt, và gì đây, bạn có quan sát được không? Rất đúng, chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Các con nhìn tiếp sang sản phẩm thứ hai. Cô mời con. Đúng rồi, rất là tốt, chúng mình tặng bạn một tràng vỗ tay nào. Hôm nay các con sẽ sử dụng những vật liệu các con sẵn có đã sưu tầm được để thể hiện cho cô một sản phẩm thật là đẹp về chân dung nhá. Thời gian thể hiện của chúng ta bắt đầu. Giấy đâu, giấy vẽ đâu? Con ơi, tại sao con chưa làm bài của mình? Con như cô là quên mang đất nặng ạ. Thế hôm nay con có đồ dùng gì ở đây để thể hiện sản phẩm? Cô là con có màu vẽ. Thế bây giờ con sẽ vẽ và tô màu vào chân dung của mình nhá. Phần thực hành của chúng mình đã kết thúc. Cô mời các con cùng quan sát sản phẩm của nhóm mình và giới thiệu về sản phẩm chân dung của mình làm hôm nay nhá. Nào, cô mời. Con nào, con có thể giới thiệu cho các bạn về sản phẩm mình làm hôm nay không? Con làm chất liệu nước đất nặng và cúc ạ. Và mẹ con có đặc điểm gì nổi bật nhỉ? Rồi tốt, cảm ơn phần giới thiệu của con. Con ngồi xuống. Nào, Thu giới thiệu cho cô xem là hôm nay con làm sản phẩm với ai? Hôm nay con làm sản phẩm về bà ngoại con. Các bạn cùng quan sát sản phẩm của bạn Thu nào. Bạn làm về bà của bạn có giống không con? Con làm bằng chất liệu gì ạ? Con làm bằng chất liệu đất nặn len với các bạn. Đất nặn len và vải, rất là hay đúng không? Cô thấy rất là sáng tạo đấy. Cô cảm ơn con nhé. Các con ơi, tiết học của chúng mình hôm nay đã kết thúc rồi. Mời các con cùng quan sát lên trên màn hình nào. Hôm nay cô tuyên dương các con có rất là nhiều sản phẩm đẹp. Và cô nghĩ là hôm nay các bạn có một món quà rất là độc đáo cho những người thân đấy. Các bạn nào có thể nêu lại cho cả lớp mình các bước thể hiện sản phẩm ngày hôm nay không? Cô mời Hà An. Vẽ phát hình người, bước 3 là đè đất nặng lên, bước 4 là bo hình nền, bước 5 là làm thêm các vật liệu trang trí và bước 6 là hoàn thiện. Rất tốt, cô cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Bây giờ chúng mình sẽ kết thúc tiết học và cô đề nghị các con sẽ tập và thu dọn vệ sinh phần khu vực mình ngồi cho cô nào. Xếp gọn các thứ vào cho cô nào. Thank you.
Vâng, kính thưa các quý thầy cô, rất cảm ơn. Hiện nay cô vẫn đang nhìn thấy có 437 điểm cầu. Các thầy cô vẫn đang rất là đồng hành cùng với nhóm tác giả chúng tôi. Trước khi tôi trả lời cũng như là trao đổi một số các cái câu hỏi còn đang lưu lại trên màn hình từ phía các đầu cầu, thì tôi muốn lắng nghe một số các cái ý kiến mà các thầy cô vừa mới xem một cái clip video tiết dạy minh họa ở chủ đề số 8 về chân dung người thân trong gia đình. Thì đây cũng xin giới thiệu với các thầy cô là một trong rất rất nhiều phương pháp cũng như là nhiều cách để thực hiện một cái nội dung bài học. Đây là một cái cách tiếp cận của một cô giáo mà nhóm tác giả cũng đã đi quay. Vậy thì sau đây thì rất là muốn lắng nghe ý kiến các thầy cô có những cái quan điểm, những cái nhận xét về những cái ưu và những cái nhược điểm hay là những cái hạn chế cũng như là những cái mà các thầy cô cần mong mỏi học hỏi ở cái clip tiết dạy này, thì để chúng ta có thể bàn luận kỹ hơn, cụ thể hơn về một cái cách thức của một cái tiết dạy cũng như là của cái chủ đề. Thì với cái chủ đề chân dung người thân trong gia đình là sẽ rơi vào chủ đề số 8 của sách giáo khoa mỹ thuật 3 và nó sẽ được tính dung lượng vào khoảng 4 tiết. Và tuy nhiên thì các thầy cô vừa xem trong một cái thời gian ngắn thì nó không hiển thị được đủ 4 tiết về thời gian, nhưng ít nhiều cũng đã được mô hình hóa lại để cho các thầy cô hình dung ra là chúng ta đã thực hiện, sẽ thực hiện các cái bước ấy trong cái nội dung của bài học. Thế thì không biết là phía đầu cầu các quý thầy cô cảm nhận như thế nào về cái việc mà cô giáo này đã lên lớp với cái chủ đề như thế này, như thế nào mà các thầy cô vừa xem. Và cũng rất là mong ý kiến phản hồi từ các thầy cô. Thầy cô nào có thể có được mic thì các thầy cô có thể phát tín hiệu để cho chúng tôi biết được ạ. Alo. Kính mời các quý thầy cô có những nhận xét, những góp ý, những cái tham khảo và có những cái đóng góp gì cho cô giáo này, hoặc là các thầy cô có thể đặt tình huống mình trong cái hoàn cảnh dạy một cái chủ đề như vậy thì các thầy cô sẽ làm như thế nào, có những cái điểm tương đồng và khác biệt hơn so với cô giáo này không ạ? Alo. Tôi vẫn nhìn thấy các điểm cầu hoạt động bình thường và rất là muốn lắng nghe ý kiến nhận xét của các quý thầy cô. Alo. Dạ. Xin chào thầy. Tôi ở điểm cầu Tuyên Quang ạ, Chiêm Hóa. Dạ, chào thầy ở Tuyên Quang ạ. Thưa hai cô, tôi thì qua xem cái tiết dạy của cô giáo này thì trước tiên là nếu đặt tình huống vào tôi trong cái tiết học này thì với cái phần cuối về giáo dục học sinh thì tôi sẽ muốn là sẽ giáo dục học sinh về cái tình cảm yêu thương cái người thân của mình hơn một chút nữa, để cho các em biết trân trọng cái người mình vẽ. Và hai nữa về cái tiết trong thời gian là 4 tiết thì thực ra chúng ta xem nó lướt qua thì tôi cũng chưa hiểu được, vì tôi cũng xem hết trọn vẹn đấy. Thì tôi thấy cũng muốn hỏi các cô là xem là trong cái tiết 1 và tiết 2, tiết 3, tiết 4 trong mỗi một tiết như thế thì với cái việc học sinh đã thực hành thì có cần nhận xét bài ngay trong tiết học ngày hôm đó không, là ai là dồn vào 4 tiết sau đó mới nhận xét. Nhận xét bài vẽ của học sinh nhá. Dạ vâng ạ. Và vâng, hai nữa là nếu mà nhận xét thì tôi thấy là nếu là để trưng bày bài các nhóm lên trên bảng để cùng nhận xét, hay là của từng em ngồi tại chỗ dơ lên thì hay, xin ý kiến để học tập ạ. Xin hai ý kiến ạ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ rất cảm ơn thầy ở điểm cầu Chiêm Hóa của Tuyên Quang, là một cái nơi mà các thầy cô cũng đã cho chúng tôi biết là các thầy cô đã có sự tâm huyết cả trong cái sự tập trung với nội dung cuốn sách của chúng tôi. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với các thầy cô là tôi rất đồng cảm và đồng ý với cái việc mà thầy đưa ra một cái đóng góp cho cô giáo này. Nếu như thầy trong một cái vai trò dạy cái tiết học này thì thầy sẽ tổng kết cái nội dung của bài học, đúng không ạ? Bên cạnh cái nhận xét về các cái tác phẩm của học sinh thì các thầy có thể là gửi vào cho học sinh cái tình yêu thương
giữa học sinh đối với gia đình của mình, với người thân của mình, và kết nối cái tình thương yêu thương ấy cho nó thêm chặt chẽ và nó mang lại cái tính giáo dục. Phần này tôi hoàn toàn đồng ý. Và nếu như các thầy cô có thể làm điểm nhấn được với cái chủ đề này, nó giống như là cái lúc đầu buổi sáng tôi có nói là mỗi một chủ đề nó có một cái key riêng, tức là nó có một cái nổi bật, tức là chúng ta đề cao cái vấn đề là kết nối tình yêu thương gia đình, thì tôi hoàn toàn rất là đồng ý với cả thầy, và cũng rất là mong là thầy có thể chuyển hóa cái nội dung bài học cũng như là cái chủ đề ở trong sách giáo khoa mỹ thuật 3 mà nhóm tác giả chúng tôi đã thực hiện, nhưng có thể là qua cái lăng kính của thầy, qua cái khả năng sư phạm của thầy, qua cái tài năng của thầy, thì cái cuốn sách này nó sẽ không dừng lại ở những gì chúng ta đang nhìn thấy, mà nó sẽ mở ra rất nhiều và nó lan tỏa rất nhiều cái tình yêu thương, giống như là thầy đã vừa chia sẻ. Thì rất là khuyến khích không chỉ là thầy ở Tuyên Quang, mà tôi rất muốn ở các điểm cầu các thầy có thể là tích hợp cũng như là lưu ý những cái góp ý này của thầy để chúng ta cùng lan tỏa cái nội dung của bài học cũng như là chủ đề. Rất cảm ơn thầy. Cái vế thứ hai, thầy muốn nói đến một cái câu chuyện là ở tiết, vì chủ đề nó có 4 tiết cho nên là chúng ta có thể là đưa cái phần nhận xét đang xem, hay là chúng ta xong tất cả thì chúng ta mới nhận xét. Thì cái này thì lúc sáng tôi cũng đã nói rồi, tức là có rất là nhiều các cái hình thức nhận xét đánh giá khác nhau mà tùy theo cái trường hợp. Đối với cái trường hợp này thì các thầy cô sẽ lưu ý là ở trong cái clip tiết dạy vừa xong thì đã có những cái xử lý tình huống, tức là cô giáo đã đi xuống từng học sinh để hỏi là con định vẽ gì, con định thể hiện ai trong cái đề tài về người thân của mình. Và nếu như các thầy cô tinh ý một chút thì các thầy cô sẽ thấy là xử lý tình huống luôn, có nghĩa là cô giáo đã đi hỏi một học sinh là tại sao con vẫn chưa thể hiện được cái tác phẩm của mình. Thì đây cũng là một cách để phân hóa học sinh, cũng là cái cách để giáo viên có thể tận tình xuống tận từng học sinh để giúp học sinh có được. Thế thì cái việc mà các thầy cô đánh giá nhận xét thì nó sẽ lồng ghép vào tất cả những kỹ năng trong quá trình các thầy cô theo dõi học sinh thực hành. Và cái việc mà các thầy cô đánh giá thì khi mà các thầy cô có được hết tất cả các cái bài, các cái sản phẩm của học sinh, thì các thầy cô có nên có được những cái nhận xét tổng kết đánh giá. Và chúng ta luôn luôn trong một tinh thần tích cực, có nghĩa là gì ạ? Giúp cho học sinh thấy yêu cái sản phẩm của mình hơn, thấy sản phẩm của mình làm có ý nghĩa hơn, và có những cái nhận xét chúng ta tránh cái việc so sánh khập khiễng, có nghĩa là bạn này hơn bạn kia, mà chúng ta chỉ có thể nói để nhận xét rằng ở cái sản phẩm này các bạn đã hoàn thành và sắp hoàn thành và đã có những cái thể hiển thị được cái yêu cầu của bài. Và những cái học sinh khác nếu như trong trường hợp mà chưa có được cái sự đầy đủ ấy thì chúng ta khích lệ các bạn là sẽ cố gắng hoàn thiện để làm sao cho nó đầy đủ tất cả những cái yêu cầu, ít nhất là yêu cầu của bài học. Và cái việc mà thầy quan tâm đến cái băn khoăn mà thầy tham khảo và trưng bày lên bảng hay là các con có thể là dơ lên để chúng ta có thể nhận xét, thì cái này hoàn toàn có thể do cái sự linh hoạt của thầy. Nhưng mà trong cái cảm nhận của chúng tôi thì chúng tôi lại rất là muốn là các thầy cô có thể là nếu như các con xong hết bài rồi thì các thầy cô có thể đưa lên bảng, gắn lên bảng để các con có thể nhìn thấy một cái tổng quan chung, một thấy được những cái tác phẩm các con yêu thích vì sao, và trên cơ sở ấy thì các con sẽ tự nhìn thấy cái bài của bạn như thế nào và đồng thời cũng thấy cái bài của mình như thế nào, thì nó sẽ có tính tổng quan. Thế còn cái cách mà có thể đứng tại ở lớp để có thể nhận xét đánh giá thì cũng đây cũng là một cái cách mà có thể tùy theo cô giáo này, cô đã có những cái cách là cô thời gian nó không còn, hoặc là cô ấy đã có những cái chuẩn bị trước rồi mà một số các cái nhóm hoặc là một số những cái bài đã có những cái sự trình bày rồi, hoặc là cô muốn là chỉ gợi ý thôi và kết nối sang cái tiết sau. Đấy là một cái cách, một cái kỹ năng mà chúng ta tạm dựng lên một cái mô hình thế này ạ. Thế thì rất là cảm ơn thầy, không biết thầy tên gì ở Tuyên Quang ạ. Em tên là Trần Tuấn Nghĩa. Dạ vâng, chào thầy Nghĩa, và cũng rất là cảm ơn thầy đã quan tâm. Thì không biết là tất cả những cái phần tôi vừa giải thích cũng như là cái phần chia sẻ đồng cảm với thầy thì thầy có ý kiến gì nữa không ạ? Alo. Dạ. Alo ạ. Vâng, em nghe rồi, nhưng mà lúc nãy cô nói thì ô tô đi qua em lại không nghe được ạ. Thế này thì chúng ta lại phải có cớ để gặp nhau trực tiếp rồi thầy nhá. Vâng. Hôm nào sẽ có một buổi về Tuyên Quang để làm việc trực tiếp vâng, với thầy. Vâng, rất là mong các cô lên Tuyên Quang để bọn em được tiếp cận cho nó gần sát thực tế ạ. Dạ vâng, và do rất là nóng, tác giả rất là mong muốn đấy ạ. Rất cảm ơn thầy. Thì cái chia sẻ thì không biết là cái phần tôi nói ở phần nào thì ô tô đã đi qua mà không cho phép thầy được theo dõi.
thì cũng xin trình bày lại là cái phần mà thầy muốn nói đến cái tính giáo dục cho học sinh, nhấn mạnh cái điểm nhấn của bài học thì chúng tôi rất hoàn toàn là đồng ý và rất là cảm ơn thầy, vì là thầy đã làm những gì nó nhiều hơn cái nội dung mà nhóm tác giả muốn đưa vào trong sách ạ. Đấy là cũng là cái nguyện vọng của chúng tôi, và chúng tôi cho rằng sách chỉ là cái cớ và nó chỉ là những cái hình minh họa để các thầy cô có phát triển, có thể phát triển tốt hơn. Và cái phần ở các cái cách chia tiết ấy, thì các thầy cô cũng có thể linh hoạt để các thầy cô có thể là nhận xét trong quá trình học sinh làm bài thực hiện hoặc là sau khi, thì mỗi một cái cách nhận xét nó đều có những cái ưu điểm, nhưng trong cái cảm nhận và cái lời khuyên thì chúng tôi cũng luôn luôn rất là mong muốn là các thầy có thể sát cánh cùng với học sinh, động viên khuyến khích nhận xét, theo dõi các em từ lúc mà các em đang đang thực hành, đang thực hiện, và để sau cuối cùng thì cũng có một cái tổng kết chung, đó là đưa những cái bài sản phẩm của các em lên trên bảng để các em có thể học và có thể nhận xét bài của bạn, bài của mình và đưa ra những cái nhận diện. Dạ vâng, cảm ơn thầy Nghĩa ạ. Rất là nhớ tên thầy và hy vọng sẽ có một ngày về Tuyên Quang để được gặp tất cả các thầy cô. Và thầy Nghĩa có ý kiến gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Tôi có nhận được một số các cái câu hỏi của các thầy cô khác, tức là nói đến cái việc ngắt tiết một cách cụ thể chi tiết đúng không ạ? Tôi biết đây là cái phần mà các thầy cực kỳ quan tâm. Các thầy cô rất quan tâm đến cái việc là đến đâu thì ngắt và đến đâu thì dừng. Nhưng trong cái vở bài tập của chúng tôi đã chia rồi. Và nếu như trường hợp một chủ đề 4 tiết thì chúng ta có thể là chia cái tiết 1 có thể là ở phần quan sát, và cũng có thể bắt đầu gợi cho học sinh có được những cái phần thực hiện. Ở tiết 2 chúng ta cũng có thể làm lại, lặp lại một cái việc ấy, nhưng cái phần quan sát có thể nhanh hơn và nhấn cái thời gian để cho học sinh làm cái phần thực hiện. Và tương tự như vậy ở tiết 3, tiết 4 thì chúng ta có một cái sự xâm lấn và ối nhau. Đấy là cái gợi ý của chúng tôi. Thế tuy nhiên là chúng tôi không thể nào mà chúng tôi áp đặt là các thầy đến đây hay các thầy cô đến cái thời điểm này và đến cái bước này thì các cô phải có thầy cô phải ngắt. Cái này thì chúng tôi không khuyến cáo là phải có một cái cách khô khan như vậy, mà các thầy cô có thể linh hoạt, các thầy cô có thể căn theo cái lượng thời gian mà các thầy cô thấy được là cái tiết của chúng ta nó chỉ có gần đấy phút thôi, thì chúng ta có thể thực hiện như thế nào cho học sinh để cho nó phù hợp. Đặc biệt là tôi vừa mới nhận được câu hỏi cũng là cái điều băn khoăn của các thầy cô là nếu chia tiết cụ thể như thế để có thể thực hiện cái việc dạy cho học sinh theo cái chương trình dạy online, nếu như trong tình huống chúng ta phải dạy on thì nó cũng có những cái mà chúng tôi cũng cần bàn luận và tính các cái tình huống khi mà chúng tôi đã biên soạn sách. Thì cũng chia sẻ với các thầy cô là cái việc này thì nó cũng không quá khó ạ. Cái này nó hoàn toàn chúng tôi nói đi nói lại là trao quyền cho các thầy cô. Còn chúng tôi chỉ có thể đưa ra những cái ví dụ như ở chủ đề này thì chúng tôi có thể là giúp các thầy cô. Nếu là 4 tiết thì các thầy cô có thể xử lý như vậy. Và nếu là dạy online thì các thầy cô cũng có thể là có dùng cái phương pháp dạy học đảo ngược, tức là cái phương pháp phù hợp mới nhất hiện nay cho chương trình 4.0. Mà tôi cũng đã được tham gia với cả cái bên vụ tiểu học những cái thời gian vừa rồi. Thì tôi được biết là cái phương pháp đảo ngược là một trong các phương pháp dạy học mới áp dụng cho cái chương trình mà có khi có COVID. Thì có thể chia sẻ với các thầy cô, có lẽ các thầy cô cũng biết rồi. Nó thực ra nó cũng là một cái hình thức là bình mới rượu cũ thôi, nhưng mà do chúng ta thao tác, nghĩa là các thầy cô có thể là gối cái bài hôm nay trước khi nghỉ và giao cho học sinh cái nội dung của bài hôm sau, và bài hôm sau khi mà các thầy cô cập nhật với học sinh trên cái trang ảo này, cái thông tin ở dạy online, thì các thầy cô có thể là test và có thể kiểm tra học sinh trước để xem các em đã cảm nhận được cái gì và đã có ai có những cái sản phẩm gì về cái bài học hôm nay chưa. Và sau đó dựa trên cái sản phẩm ấy thì các thầy cô lại quay lại một cái quy trình, tức là các thầy cô thao tác cho học sinh quan sát, và học sinh có thể là thông qua cái sản phẩm đã thảo luận đấy rồi, đã thực hiện đấy rồi, thì chúng ta thảo luận và chúng ta vận dụng. Thì cái phần này nó lại liên quan đến phương pháp giảng dạy, và cái phương pháp giảng dạy ấy lại phụ thuộc vào cái khả năng của từng thầy cô. Thì tôi đã nói lúc sáng rất là nhiều rồi, trong tình thế mà phải học các cái điện tử dạy online thì các thầy cô có thể linh hoạt như vậy, và nó có thể là nghe thì có thể hơi mâu thuẫn với cái việc mà lúc sáng tôi có nói với các thầy cô là trong cái cuốn sách này nhóm biên soạn chúng tôi đã chốt ở 4 cái bước, phải có quan sát thì mới thể hiện đúng không ạ, phải thể hiện được thì mới thảo luận, và có những cái bước quan sát thể hiện thảo luận thì chúng ta mới vận dụng. Về quy định là như thế, nhưng nếu trong tình huống mà chúng ta dạy điện tử dạy online thì chúng ta lại áp dụng rất nhiều các cái kỹ năng, và chúng ta có thể là nhắc lại các cái bước này với nhau, đan xen với nhau để miễn làm sao các em có được một cái sản phẩm gắn với cả nội dung bài học. Và cái thông điệp lan tỏa chính là cái phần giống như thầy Nghĩa vừa nói, tức là cái thông điệp của mỗi nội dung của bài học để chúng ta thực hiện được.
Thế thì với tất cả những cái phần của cái clip tiếp dạy vừa xong, các thầy cô đã xem thì tôi cũng chưa nhận được cái phản hồi là các thầy cô sẽ tìm thấy cái điểm yếu của cái cô giáo này là cái gì. Nhưng tôi cũng xin chia sẻ luôn là đây không phải là bài mẫu. Đây không phải là một cái tiết dạy mẫu để các thầy cô có thể học tập, mà đây chỉ là một tiết dạy minh họa, tức là cô giáo mô phỏng theo cái nội dung của bài học. Nhưng các thầy cô có thể sử dụng cuốn sách này để có thể thực hiện các bước và dạy học sinh theo chủ đề này. Nhưng cũng có cách khác là các thầy cô có thể dựa vào cái gợi ý từ cái minh họa cũng như các cái bước thực hiện của cuốn sách này để các thầy cô có thể dạy học sinh của mình theo cái khả năng sư phạm của các thầy cô, mà chúng ta có thể gợi ý. Ví dụ như hình ảnh chân dung ở đây thì nó là một cái gia đình full ạ, một cái gia đình đầy đủ, có các ba thế hệ đúng không ạ, có ông bà, có bố mẹ và có anh chị em, thậm chí là con cái nào cũng có trai và có gái đúng không. Thế nhưng bây giờ xã hội mở và tất cả mọi thứ nó đều có thể xảy ra và chúng ta có thể khai thác ở rất nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ các thầy cô có thể triển khai một cái gia đình không thật là hoàn hảo, không thật là còn đầy đủ, và có thể là gia đình như là gia đình tôi chẳng hạn, chỉ là sinh được hai con gái thôi, chúng ta hoàn toàn có thể coi như đấy là một gia đình happy, và chúng ta đều có thể đưa cho học sinh để kết nối cái tình yêu thương đối với cả mỗi em học sinh để các em thấy gia đình mình ở trong đó, đúng không ạ? Chứ không phải là bây giờ một gia đình mẫu mực ở trong sách này là các em phải nói đến là một gia đình phải có đầy đủ ông bà bố mẹ, có anh chị em. Điều này là một cái mà chúng ta mong muốn, nhưng trong tình thế thực tế thì không phải gia đình nào cũng như thế. Cho nên các thầy cô có thể dựa vào sách, các thầy cô có thể triển khai theo cái gợi ý ở trong sách này để các thầy cô có thể đưa ra cho học sinh xử lý các cái tình huống khác nhau. Bị mất kết nối phải không ạ? Vâng, thế thì các thầy cô có thể là đồng cảm với nhóm tác giả rằng là tất cả những hình minh họa, những cái gợi ý ở trong sách giáo khoa mà chúng tôi triển khai ở đây, nó chỉ là những gì chúng tôi mong muốn tốt đẹp nhất, những cái gì nó mang tính đại diện tiêu biểu nhất. Ví dụ như là những cái hình ảnh về quê hương đất nước, về yếu tố vùng miền, về cái tính lịch sử, tính dân tộc, tính văn hóa mà chúng tôi muốn gửi vào đây để mang đến một cái thông điệp mà các thầy cô có thể triển khai nó rộng hơn, nó mở hơn, để các thầy cô có thể giúp cho học sinh của chúng ta hiểu hơn nhiều nữa những phạm vi có ở trong sách. Cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Thế thì với cái tiết dạy minh họa như vậy thì chắc chắn rằng tôi biết là còn rất nhiều thầy cô băn khoăn. Các thầy cô muốn chia cụ tỉ là cái tiết 1 nó sẽ dừng lại ở đâu đúng không ạ? Tiết 2 tiếp tục như thế nào? Tiết 3 như thế nào? Ở cái mỗi một chủ đề, đặc biệt là các thầy cô sẽ quan tâm và băn khoăn ở những cái chủ đề có 4 tiết. Tôi biết là như vậy. Thế thì trong cái khuôn khổ ở cái phần thuyết trình của ngày hôm nay thì tôi cũng có thể chỉ tương tác với các thầy cô những cái bằng những cái gợi ý như vậy. Thế còn về cơ bản thì chúng tôi đã hiển thị ở trong sách giáo viên. Ở trong sách giáo viên thì chúng tôi cũng cố gắng là chia các cái tiết rồi. Chúng tôi đã cố gắng chia tiết và chia các cái chủ đề đấy là gợi ý của các thầy cô, để khi các thầy cô có tiếp cận với sách giáo viên, các thầy cô có thể hoàn toàn chủ động và chúng ta cũng không lấy bất cứ một cái loại sách nào để làm một cái gọi là nương theo một cách khô khan, mà chúng ta luôn có sự linh hoạt. Vâng, kính thưa các quý thầy cô, thì sau đây tôi muốn quay trở lại một số các cái câu hỏi mà trước cái giờ giải lao mà các thầy cô đã có những cái trao đổi và cũng là những cái nguyện vọng và mong muốn của các thầy cô, và tôi có quan tâm về một số các cái câu hỏi cũng như là quan điểm. Có thầy nói đến là các cái vấn đề về thiết bị ở vùng biên giới đúng không ạ? Chắc tôi đoán chắc là đây là các thầy đang công tác tại các cái vùng biên giới chưa có thật nhiều các cái thiết bị để dạy học. Tôi rất đồng cảm việc này. Tuy nhiên thì không phải là không có thiết bị thì chúng ta không dạy được học mỹ thuật. Cái đặc điểm của mỹ thuật là gì ạ? Nó là một cái môn học rất là đặc thù. Vì vậy cho nên nếu như các thầy cô không có thiết bị, tôi ví dụ cụ thể là ở các cái vùng biên giới mà các thầy cô không có các cái slide đúng không ạ, có cái công nghệ điện tử và có cái kết nối internet để cho các thầy cô, cho học sinh hiểu được các cái hình ảnh ở rất những cái nhiều nhiều nơi xa, không phải là ở xung quanh nơi chúng ta công tác cũng như là học sinh sinh sống, thì chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không ạ? Thế thì nó có muôn hình vạn trạng, kính thưa các thầy cô ạ, có rất nhiều thứ để chúng ta có thể cập nhật, và nếu như trong tình huống các thầy cô bị hạn chế về thiết bị như là không có những gì như tôi vừa nói về điện tử, thì các thầy cô có những cái giúp cho học sinh có những cái bước cực kỳ thú vị, kể một câu chuyện, hát một bài hát, thậm chí là các thầy cô đưa học sinh ra ngoài dã ngoại ở xung quanh sân trường và một cái vùng mà các thầy cô đang cho học sinh học tập, để từ đó các thầy cô kể qua những câu chuyện mô tả, ví dụ như là các thầy cô đều nói cho học sinh biết là chỉ là có màu xanh thôi, nhưng có rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc của màu xanh da trời, màu xanh của nước biển,
màu xanh của cái lá khi đã già, màu xanh của cái lá khi đã no, khi còn non, vân vân và vân vân. Đấy cũng là một cái cách để các thầy cô có thể tiếp cận, kết nối với nội dung của bài học. Và từ đó các thầy cô có thể giúp cho học sinh không cần có những cái thiết bị mang tính hiện đại mà các thầy cô vẫn có thể giúp cho học sinh hoàn thành được bài học. Tôi nghĩ là như vậy. Thế thì tôi rất là đồng cảm và chia sẻ với các thầy cô đang công tác tại những cái vùng biên giới còn có những cái hạn chế về thiết bị dạy học thì cần đến một sự nỗ lực và sự cố gắng rất nhiều của các thầy cô. Vì vậy cho nên tôi đánh giá rất cao cái việc mà các thầy cô có những cái năng lực và có những cái tính kết nối và sáng tạo những cái hiện vật, những cái thiết bị và thậm chí là những cái vật liệu có ở xung quanh để chúng ta có thể vận dụng vào cái việc dạy học. Cảm ơn thầy đã có những cái chia sẻ như vậy. Và tôi có một cái, tôi có nhận được một cái thông điệp nữa, tức là các thầy cô đã phản hồi là học sinh rất là thích môn mỹ thuật. Thì điều này rất là dĩ nhiên, phần lớn là học sinh tiểu học rất thích mỹ thuật, con em của chúng ta rất là thích mỹ thuật. Chỉ có điều là chúng ta có chắp cánh, có thổi hồn cho các em để các em yêu thích hay không. Cho nên tôi rất đồng cảm với cái lời nhắn của một thầy cô vừa nhắn là họa sĩ, à, học sinh rất là thích khi mà các bạn ấy bắt đầu vào học môn mỹ thuật, vào lớp là đã lấy vào thực hành ra để vẽ và các em rất là học thích học mỹ thuật. Thì chúng ta hãy từ đây thổi bùng với ngọn lửa cũng như là cái tình yêu mỹ thuật đối với học sinh từ cấp tiểu học để các em sau này có những cái ứng xử đẹp trong cái đời sống, không nói đến cái việc là cứ học mỹ thuật sau này phải theo mỹ thuật, mà chúng tôi cho rằng giúp cho học sinh có được cái lượng kiến thức, có được cái triết mỹ, có được những cái mỹ cảm để các em có thể sau này ra đời các em không làm về lĩnh vực mỹ thuật nhưng các em cũng có một cái tình yêu, có được những cái cuộc sống ứng xử nó đẹp và nó mang tính mỹ thuật. Đấy là cái mong muốn của nhóm tác giả chúng tôi. Và tôi nhận được một cái trao đổi của các thầy cô, tức là nói đến cái vở bài tập ấy ạ. Thì các thầy cô có quan tâm đến việc là ở chủ đề số 4 của sách lớp 2 có vở bài tập thì có để 2 trang để học sinh có thể thực hành. Còn lớp 3 thì các thầy cô đang băn khoăn là ở chủ đề thì có, cũng là cái chủ đề này thì có đến 4 trang không. Thì cũng xin thưa với các thầy cô là chúng tôi làm vở bài tập cũng như là viết sách giáo viên và sách học sinh thì chúng tôi đều được khống chế cái giới hạn về số lượng trang. Thế cho nên chúng tôi phải căn theo từ cái đặc thù của từng chủ đề để chúng tôi có thể là chúng tôi để cái khoảng trống để cho học sinh có thể làm bài. Nhưng chúng tôi luôn luôn khuyến cáo rằng trong tình huống mà học sinh của các thầy cô có thể vượt ra ngoài được cái yêu cầu của vở bài tập thì chúng ta hoàn toàn giúp cho học sinh có thể thể hiện ở trên giấy A4, A3, thậm chí là giấy một mặt, thậm chí là ở trong rất nhiều các cái hình thức thể hiện khác nhau. Cho nên vở bài tập nó cũng chỉ là một cái hình thức để giúp cho học sinh lưu giữ được bài, có thể là thể hiện được cái nội dung của bài trong một cái khuôn khổ nhất định. Nhưng mà nó lại có hạn chế, tức là nó rất là nhỏ, cho nên là học sinh muốn vẽ cái kích thước to hơn thì chúng ta phải linh hoạt giúp cho học sinh có được những cái ở trên cái vở hoặc là cái giấy hoặc cái không gian, cái bề mặt nó rộng hơn. Thế thì với cái câu hỏi cũng như cái trao đổi này thì tôi rất là mong muốn các thầy cô có thể linh hoạt hơn. Các thầy cô có thể là ở sách lớp 3 có thể là 4 trang, có thể là 2 trang. Các thầy cô đều có thể thấy nó là chuyện bình thường. Và những cái điều ấy thì học sinh có thể, có học sinh thực hiện được và có học sinh họ không muốn thực hiện. Họ muốn thực hiện trên giấy A4 cơ, họ muốn thể hiện nhóm cơ thì các thầy cô cũng linh hoạt cái phần này. Và chắc chắn trước sau thì trong cái phần lúc sáng tôi giới thiệu thì các thầy cô cập nhật thì các thầy cô sẽ thấy được là sách vở bài tập của lớp 3 sẽ đến tay các thầy cô sớm và các thầy cô sẽ nhận được những cái thông điệp, những cái chia sẻ của chúng tôi, đó là chúng tôi phải giới hạn số lượng trang chữ. Rất cảm ơn các thầy. Và còn một cái câu hỏi cũng như là cái phần được xem là cái sự trao đổi của các thầy cô rất là thú vị mà các thầy cô rất rất quan tâm một cái trường hợp cụ thể, đó là cái kế hoạch bài soạn và cái phần chúng ta dạy cụ thể như thế nào, và các thầy cô muốn là ví dụ chia tiết như thế nào ở một chủ đề, ví dụ thôi để cho các thầy cô hình dung, đúng không ạ? Thế thì còn một ít số các cái tiết nó, số phút nó còn rất là ngắn, cho nên tôi muốn nhường cái trao đổi này của các thầy cô đến cô Diệp, bởi vì cô Diệp cũng là một người có kinh nghiệm và cô cũng đã có việc tham gia vào cái sách giáo viên cũng như là cái thẩm định ở chương trình, vì cô công tác ở Viện Nghiên cứu Giáo dục cho nên cô nắm rất là rõ cái việc này. Thì từ cái chủ đề số 6 cũng là cái chủ đề mà cô Diệp là người soạn. Thế vì vậy mà tôi muốn là nhường cái câu hỏi cũng như là cái phần trao đổi này để cô Diệp có thể là giúp các thầy cô có được một cái rõ nghĩa hơn và cái sự đồng cảm với nhóm tác giả tốt hơn. Vâng, xin trân trọng và kính mời cô Diệp có thể giúp các thầy cô cái câu hỏi để tham khảo cái kế hoạch bài dạy là cụ thể ở chủ đề số 6 ạ. Và chủ đề này 4 tiết ạ. Xin kính mời cô.
Thưa quý thầy cô, để tiếp theo lời của cô Trần Thị Nguyễn, tôi xin phép được chia sẻ về thời lượng cho một chủ đề. Thì các thầy cô lưu ý là trong cái sách giáo viên của chúng tôi cũng đã có phân tích các cái nội dung cho từng chủ đề của chúng ta, có cái điểm cột trong đó rồi. Thì ở đây tôi muốn nói với chúng ta một cách rõ hơn để chúng ta nắm bắt hơn và để chúng ta có thể linh hoạt chỗ nào là linh hoạt và chỗ nào không nên linh hoạt. Cái phần mà ta không nên linh hoạt đó là số lượng tiết trong một chủ đề. Ví dụ chủ đề đó là 2 tiết, 3 tiết hay là chủ đề đó 4 tiết thì phần đấy là chúng ta là mặc định cứng theo đúng cộng lại là 35 tiết trên 35 phần. Và với cái dung lượng, 2 tiết thì nội dung sẽ như thế nào? Với cái thời lượng 3 tiết thì dung lượng nội dung sẽ đảm bảo ra sao? Và với chủ đề 4 tiết thì dung lượng của nội dung nó sẽ tương ứng với thời lượng mà quy định. Thế thì cái phần này thì cũng mong các thầy cô là chúng ta thực hiện đúng, không nhất thiết chúng ta phải thay đổi nữa. Thay đổi ở đây là cái gì? Cái sự thay đổi ở đây là cái linh hoạt về các cái kiến thức, kỹ năng trong chủ đề. Ví dụ như thầy cô hỏi luôn về chủ đề 6 thì tôi cũng may mắn là được biên soạn cái chủ đề 6 thì tôi nói luôn thế này. Ở đây cái chủ đề 6 là có 4 tiết. Và trong phân phối là tiết thứ nhất sẽ có một cái hoạt động quan sát và thể hiện. Tôi xin lại nói về cái hoạt động thể hiện như ở đầu trang sách của chúng ta. Thì chúng ta lưu ý là trong cái thể hiện này cũng rất mong muốn các thầy cô hiểu nó rộng hơn một chút. Thể hiện này không chỉ là cái phần thực hành của học sinh đâu ạ, mà thể hiện này chính là cái thể hiện bao gồm cả cái thể hiện về các cái cách làm mà giáo viên cần phải thể hiện trước mặt học sinh, tức là cung cấp cách làm hoặc là cung cấp phương pháp làm việc, cách thức giải quyết vấn đề trước toàn thể lớp. Đấy là thể hiện của giáo viên. Và sau đó trên cái nền tảng cung cấp kiến thức đấy thì học sinh của chúng ta sẽ thể hiện cái phần thực hành của mình. Thì trở lại cái phần phân tích tiết, tách cái nội dung ra, thì ở cái tiết 1 các thầy cô sẽ làm nhiệm vụ quan sát, bắt buộc các học sinh quan sát. Còn quan sát nội dung đối tượng là gì thì phụ thuộc vào cái phần bài học cụ thể yêu cầu. Sau cái phần quan sát đấy thì là nhiệm vụ của giáo viên thể hiện trước học sinh những cái kiến thức kỹ năng mới mà cần cung cấp cho các em. Cái này thì trong cái thiết kế của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống môn mỹ thuật là không có. Cái này ẩn vào sách giáo viên, đúng không ạ? Và cái phần này là phần trụ trì của giáo viên trước lớp. Đấy là tiết thứ nhất. Thế thì khi cô giáo đã trình bày trước mặt học sinh cái phần thể hiện ở tiết 1 là hướng dẫn cách làm, thì có thể bắt đầu cho các em bắt tay vào. Và tất nhiên trong mỗi chủ đề bao giờ cũng là phần hình thành ý tưởng. Thầy cô cùng các em có thể tìm hiểu ý tưởng, gợi mở ý tưởng, tưởng thật sát, yêu cầu các em tìm ý tưởng phong phú, đặc biệt là những chủ đề vẽ tranh, phải không ạ? Những chủ đề có một cái nội dung cụ thể thì cái phần ý tưởng là hết sức quan trọng. Thì tiết 1 các thầy cô dành cho phần này. Với những cái trường hợp mà các em nhận thức chậm thì chúng ta làm kỹ phần này. Còn trường hợp mà các em có cái khả năng tốt hơn, có năng khiếu hoặc là nhận thức nhanh thì chúng ta có thể cho các em phát triển cái ý tưởng chủ đề lên được một bước nữa tốt hơn. Để làm gì ạ? Để cho các em vững chắc về về cái phần phần ý tưởng nội dung. Sau đó chúng ta cho các em vẽ tranh về thầy cô. Thế thì khi ở cái tiết 1 chúng ta đã làm tốt cái công tác mà giáo viên thể hiện kiến thức kỹ năng trước học sinh, cách thức làm bài thì trong những tiết sau thì phần này hết sức đơn giản. Các em đã nắm được cách thức làm bài, cái phương pháp thể hiện của cái thể loại này thì các em sẽ chỉ còn vấn đề là thay đổi chất liệu mà thôi. Thế thì tiết đầu có thể là vẽ tranh với thầy cô. Tiết thứ hai thì có thể cho các em tạo một cái sản phẩm 3D về chủ đề thầy cô. Tuy nhiên vẫn có gì ạ? Hình ảnh thầy cô là chính. Thầy cô nếu ở trên lớp thì quang cảnh như thế nào? Nếu mà thầy cô cùng các em hoạt động học tập ở ngoài sân với những hoạt động tập thể thì cái quang cảnh nó khác với trong lớp như thế nào? Thì cái này thì thầy cô giáo lại phải gì ạ? Phải mất cái thời gian gợi mở các em. Thậm chí là cái chủ đề nó rất thú vị là gì ạ? Không chỉ học, không phải đi đâu xa mà học ngay trong lớp học và học tại sân trường, có thể dành ra một chút thời gian cho các em quan sát ngoài sân trường.
ra ngoài chân trường, thâm nhập vào cái thực tế để cho các em trở lại, sau đó trở lại lớp học để tiết học sẽ sinh động và cái thực tế nó thấm đẫm hơn thì cái sản phẩm các em sẽ phong phú hơn rất nhiều. Đấy, tức là tôi muốn nói với chúng ta là cái phần quan sát và cái phần hướng dẫn của giáo viên thì là thường chúng ta đặt ở đầu tiết học, sau đó nêu ra các cái yêu cầu như là ví dụ tiết 1 là vẽ tranh 2D, cái tiết 2 là vẽ tạo sản phẩm 3D, có thể là giấy, có thể là kết hợp với đất nặn. Tiết thứ 4 là gì? Tiết thứ 3 là gì? Đấy là tôi giải quyết hai tiết đầu. Tiết thứ 3 là gì? Là thảo luận và đánh giá sản phẩm. Đánh giá sản phẩm là trên cái nền sản phẩm mà đã thực hiện được của tiết 1 và tiết 2 đấy. Vẽ tranh thì thể hiện thế nào? Đẹp hay chưa? Tạo sản phẩm đất nặn hay là kết hợp với thủ công và đất nặn thì cái sản phẩm đấy nó có ưu điểm gì và sự hấp dẫn hơn những sản phẩm khác như thế nào, hoặc là kém cái sản phẩm của tiết trước ra sao về màu sắc hay là về bố cục, thì để cho các em rút kinh nghiệm học tập được tốt hơn. Như thế có nghĩa là cái tiết thảo luận và đánh giá sản phẩm là cái tiết một để cùng là cái tiết để các em củng cố kiến thức kỹ năng. Sau khi các em đã vững vàng về cái kiến thức cơ bản của cái chủ đề này rồi, chủ đề 6 đấy, thì chúng ta mới hướng dẫn các em là gì ạ? Là có thể kết nối. Có thể kết nối nếu các em mà học nhanh mà nhận thức tốt thì chúng ta có thể bắt đầu cho các em vận dụng. Cho các em vận dụng để thiết kế trang trí báo tường nhân ngày 20 tháng 11. Và cái khâu quan trọng là gợi mở của cái thầy cô trong cái phần cuối của tiết 3 này này là tìm ý tưởng. Hướng các em là em định làm báo tường nhân ngày 20 tháng 11 hướng đến cái gì? Hướng là thể hiện là một cái tờ báo vừa vẽ vừa thơ hay là chỉ có thơ, hay cách trang trí ra làm sao? Nội dung thì chọn những bài nào, chọn hình ảnh gì để thầy cô để đưa vào. Thì tất cả cái này chúng ta cho các em bàn luận sôi nổi. Và nếu các em mà có cơ hội mà giấy bút sẵn sàng thì chúng ta cũng sẵn sàng cho các em có thể phát nhanh, phát thảo một vài cái hình tranh để tạo ra cái phần trang trí báo tường. Và chắc chắn là cái tiết 3 này khó có thể hoàn thiện được cái tờ báo tường đâu, cho nên sang cái tiết 4 là chúng ta hoàn thiện cho các em hoàn thiện. Trong cái tiết 4 thì chúng ta thấy là chỉ còn hoàn thiện nữa là xong, nhưng chính cái phần cuối của cái phần hoàn thiện tiết 4 này cho một sản phẩm trang trí, đặc biệt là báo tường, thì công việc rất là nhiều. Ví dụ như em xem là cái phần chữ đã được chưa, em xem là phần xung quanh, cái phần trang trí xung quanh trang báo đã ổn hay chưa, có cần thêm gì không. Đây chính là gì ạ? Các thầy cô giúp cho học sinh củng cố những kiến thức cơ bản mà ở trong chùm chủ đề cung cấp khái niệm, và củng cố những kiến thức ở chùm chủ đề kiến thức khái niệm yêu cầu. Ví dụ như chẳng hạn thông qua cái phần này, thông qua phần trang trí, rõ ràng các em thấy nhận những cái trang trí này rực rỡ bởi màu cơ bản, và cái đẹp nhất đặt vào đây cũng là những cái màu thứ cấp. Vậy đâu là màu thứ cấp, đâu là màu cơ bản? Ví dụ như thế, chúng ta có thể củng cố lại cái kiến thức cơ bản của chương trình cho các em. Hoặc là khi các em vẽ những bông hoa to, bông hoa nhỏ, chúng ta có thể nói đây là một sự tương phản với hình to, hình nhỏ. Hoặc là những cái hình các em vẽ in nặng kết hợp vào thì chúng ta cũng có thể củng cố cho các em đấy. Ví dụ cũng là một hình in, một hình vẽ, hình nặng, chúng ta có thể đặt vào cái sản phẩm này thì sẽ được hiệu quả như thế nào. Cái tường trang báo của chúng ta sẽ đẹp làm sao. Nếu mà đặt vào như thế, sự phong phú của chất liệu tạo ra một cái sự sinh động cho cái sản phẩm thì có phải hay hơn không? Nếu mà các em có hay hơn cái trường hợp mà nếu các em chỉ sử dụng cái chất liệu đó là cái chất liệu vẽ màu thông thường như vậy. Thì thưa quý thầy cô, là tôi vừa chia sẻ với chúng ta một cái trường hợp cụ thể về chủ đề 6, biết ơn thầy cô với 4 tiết và 4 hoạt động như thế. Đấy là cái phần tôi chia sẻ với chúng ta bằng những cách biệt nội dung để cho phù hợp với từng tiết. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi trường hợp lại có một sự điều tiết khác nhau. Ví dụ, ở cái lớp này cũng cái chủ đề này, ở lớp này thì rất nhanh gọn. Nhưng cũng chủ đề này sang lớp khác thì nó lại có những cái sự chậm trễ khác nhau. Thì chúng ta phải điều tiết. Nếu mà cảm thấy rằng với cái lực của các em như thế này, với cái hoạt động tiết 1 mà vẽ tranh có thể nhanh chóng như này, thì sang chúng ta có thể cho các em cập nhật ngay cái nội dung của sản phẩm 3D. Để sang cái tiết 2 với một cái lớp học tốt như này, các em có
năng khiếu thực sự như này thì ta sẽ đẩy sâu cái yêu cầu về sản phẩm 3D. Các thầy cô ý hiểu như tôi không ạ? Vì vẫn cái nội dung tiết 2 là mình sẽ cho sản phẩm 3D, nhưng mình lại yêu cầu đẩy sâu hơn, bởi vì cái nền nhận thức của các em phải có năng khiếu tốt, có điều kiện học tập tốt thì ta đòi hỏi cao hơn một chút nữa về yêu cầu sản phẩm. Nhưng với những trường hợp khó khăn, cái học liệu kém nó không đảm bảo tối thiểu chẳng hạn, thì chúng ta lại phải tạo điều kiện cho các em làm sao ở trong cái tiết 2 này cố gắng là kết hợp với gia đình, nhà trường và bản thân cả giáo viên chúng ta cũng phải hỗ trợ các em về cái học liệu để các em hoàn thành được cái sản phẩm 3D. Và khi mà đã thiếu vắng về mặt vật liệu ấy, thì cái việc học nó hết sức khó khăn, thì chắc là một tiết loay hoay thì cũng xong. Còn cái tiết thứ 3, thứ 4 thì tôi đã vừa chia sẻ rồi. Cái tiết thứ 4 cuối cùng ấy, thì các thầy cô nên cho gối đặt cái vấn đề cái tiết thứ 4 lên sớm hơn vào cái phần thời gian cuối của tiết thứ 3, để tiết thứ 4 các em hoàn thiện bài được cao hơn, chất lượng cao hơn. Tôi lại trở lại vấn đề cụ thể hơn. Đấy là cái cụ thể của một chủ đề 6. Thế còn những cái tiết khác thì sao? Cũng trên căn cứ cái phân bố nội dung dạy học mà sẽ có những cái kế hoạch dạy học phù hợp với thầy cô ấy. Thì tôi xin nhắc lại là về số lượng tiết trong một chủ đề là không thay đổi. Nhưng nội dung các thầy cô có quyền thay đổi. Ví dụ ở đây trong phân phối thì có thể là quan sát thể hiện. Thế nhưng mà trong quá trình thể hiện này mà chúng ta cảm thấy nó vẫn còn chậm trễ hơn thì có thể đẩy một chút cái thể hiện sang cái tiết thứ hai, để cái tiết thứ hai thảo luận xong bắt đầu, còn thời gian thì cho vận dụng, nếu không còn thời gian thì chúng ta kết thúc ở phần thảo luận cũng được. Mình mong có thể cô linh hoạt một chút là như vậy. Cứ với cách thức như thế, vừa là mình cân lượng về mặt nội dung, vừa là mình xem cái nhận thức của học sinh và điều kiện học tập như thế nào, thì các thầy cô có thể bố trí thời lượng cho phù hợp. Còn cái số tiết trong một chủ đề thì chúng ta không nên thay đổi, vì chúng tôi cũng đã tính đến nội dung rồi. Ở phần này, có thầy cô nào có ý kiến trao đổi gì không? Trong tài liệu sau này các thầy cô nhận được ấy, thì có phương án một tiết một tuần và phương án hai tiết một tuần. Tất cả những cái ý này, thưa với thầy cô là cũng chỉ là mang tính chất chủ quan thôi. Các thầy cô chỉ có thể tham khảo thôi, chứ cũng chưa chắc đã phù hợp với chúng ta. Nên chúng ta hết sức linh hoạt để có được một cái kế hoạch nó phù hợp. Thực ra chúng tôi chỉ có trách nhiệm là phân tiết theo đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục Tiểu học đưa cho chúng ta. Còn việc mà hai tiết trên tuần đấy là linh hoạt theo chương trình của nhà trường. Nên chúng tôi đặt ở đây cái phương án hai tiết trên tuần chỉ để chúng ta tham khảo mà thôi, chứ không có tính chất mặc định. Bởi vì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch giáo dục của nhà trường. Vâng, cô giáo có nói rằng làm sao linh hoạt cho phù hợp ạ? Vâng, đúng ạ. Phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương và vùng miền cũng như nhận thức của học sinh. Cái việc phân tiết này nó liên quan đến nội dung, mà nội dung học sinh có tiếp cận được hay không, học nhanh hay là học chậm, nó hoàn toàn phụ thuộc vào đối tượng học sinh và đối tượng nhận thức của học sinh. Vậy thì thầy cô lưu ý, căn cứ vào nội dung, căn cứ vào nhận thức của học sinh để chúng ta điều tiết nội dung sao cho nó phù hợp với từng tiết 1, tiết 2, tiết 3 hay tiết 4. Chúng ta có thống nhất quan điểm đấy không ạ? Vâng, xin cảm ơn cô giáo. Kiến thức cũng cần phù hợp với địa phương và tình hình học sinh. Vâng, đấy là tôn chỉ của sách của chúng tôi đấy ạ. Vâng. Tất cả những cái tình huống hoặc là những cái minh họa trong sách là chúng tôi cố gắng tìm những cái gì đẹp nhất, tốt nhất để đặt vào. Tuy nhiên thực tế thì cũng ít khi có được điều kiện như vậy. Nên chúng ta hãy lấy đấy mang tính chất tham khảo mà thôi. Ngay cả cái nội dung học tập các thầy cô có thể thay thế. Ví dụ chúng tôi vào trang trí một cái hình A, nhưng khi mình không có cái hình A, ví dụ chẳng hạn mũ bảo hiểm chúng ta không có, chúng ta vẫn có thể thay thế trang trí một cái hình khác mà chúng ta có thể thay thế cái nội dung về cái đối tượng. Nhưng mà cái ý chính của bài là trang trí thì phải được thực hiện là trang trí, vẽ tranh thì cũng cố gắng là thực hiện vẽ tranh. Người ta muốn nói về nét hay là khối và hình thì cái đấy phải được, những kiến thức cơ bản cần được thể hiện đúng, cần phải được thực hiện.
Còn trên cái đối tượng như nào thì phụ thuộc vào thực tế. Ý này thì cô có cần phải trao đổi gì nữa không ạ? Có thể cô nào còn có ý kiến thì xin mời các thầy cô cứ tiếp tục ạ. Mấy cái cố đây, tôi hoàn toàn nhất trí với